Ta xây gia viên trên lưng huyền vũ chương 1743, tiểu thư, bọn họ nguyện ý giao dịch khoáng thạch thép tím. Cây quạt này chỉ có một công năng duy nhất đó là trừ tà tránh ác, bình thường thì một lương coi nó là công cụ để gia tăng khí chất nho nhã. Một lương nhẹ nhàng vẫy quạt, gió nhẹ thổi tan mùi hôi thối xung quanh. dáng vẻ của anh lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Đáy mắt của Ly Nguyệt lộ ra ý cười, thấp giọng nói. Một lương, Ngươi như vậy rất giống động vật tới mùa tìm bạn, quá thu hút sự chú ý của người khác. Tại sao ngươi có thể hình dung ta như vậy chứ? Mục Lương dở khóc dở cười, dùng cán quạt nhẹ nhàng gõ trán cô gái tóc bạc. Ly Nguyệt Hoạt bác nở nụ cười khiến anh nhìn có chút xuất thần. Ta cảm thấy cô ấy hình dung rất chuẩn xác. Khóe môi của Mễ Á dương lên, ra hiệu những người xung quanh treo gẹo nói. Ngươi nhìn những người phụ nữ đằng kia đi, ánh mắt của bọn họ giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống ngươi vậy. Vẻ đẹp trai của một người là không thể ngăn cản được. Mục lương cười một cách khoe khoang. Ly Nguyệt và Mễ Á liếc nhau, sau đó không khỏi bật cười thành tiếng. Các vị muốn mua chút gì không? Một ông lão bày quán ven đường gọi lại bốn người Mục Lương. Mục Lương quay đầu nhìn lại, bình tĩnh hỏi. Ta muốn mua thép tím, ngươi có không? Trong mắt của ông lão co rụt, hắn vội vàng nhìn xung quanh một vòng hạ giọng nói ta không có thép tím hơn nữa đây là thứ mà quốc vương nghiêm cấm buôn bán tư nhân rất khó tìm được vậy thật là đáng tiếc một lương gật đầu cất bước đi thẳng về trước đó ông lão há to miệng muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản một lương trong suy nghĩ của lão một lương trông giống như người của vương thất rất có thể đối phương tới chợ đen là để điều tra ai lén lút buôn bán thép tím lão không muốn tự tiến lên tìm cái chết không chỉ lão mới có suy nghĩ này các chủ cửa hàng và chủ quầy hàng khác ở chợ đen đều nghĩ như vậy điều này khiến một lương đi từ đầu đường tới cuối đường vẫn không tìm được người bán thép tím mễ nặc thầm nói chẳng lẽ ở đây không có người bán thép có hoa văn màu tím sao không có rất nhiều người nói dối bọn hắn rất cẩn thận một lương lắc đầu nói anh nhẹ nhàng xem thấu lời nói dối của đám người kia chỉ là khinh thường vạch trần bọn hắn a à, vậy làm sao bây giờ mễ nặc kinh ngạc nói Mục lương suy nghĩ một chút rồi nói chúng ta đi dạo thêm một lúc nữa nếu không có người bán thì lại nghĩ những biện pháp khác vâng được thôi mễ nặc lên tiếng và đi theo mục lương về phía trước phía sau bốn người cách đó không xa trương thúc và tô lâm y tư nhỏ giọng trò chuyện với nhau điện hạ hình như bọn hắn muốn mua thép tím Trương Thúc thấp giọng nói. Hắn đã hỏi những người chủ sạp và chủ quán kia, câu trả lời đều giống nhau, bốn người quý khí bức người kia nói rõ là muốn mua thép tím. Ánh mắt của Trương Thúc rất độc đáo, hắn đã nhận ra khôi giáp trên người Ly Nguyệt và Mễ Á là ma cụ cao cấp, dùng câu quý khí bức người để hình dung không hề quá đáng một chút nào. Tô Lâm Y Tư ngước mắt nói. Ngoại trừ đi hai nhà thương hội xếp hàng mua sắm thì đích xác chỉ có thể đến mua ở chợ đen. Trương Thúc lắc đầu, cười chế nhạo nói hai nhà thương hội kia cố ý chế tạo ra chuyện thép tím rất hiếm hoi để nâng giá cả lên cao chỉ có đồ ngốc mới chịu mua của bọn hắn hơn nữa còn cần xếp hàng trên một tháng thậm chí là lâu hơn mới mua được tô lâm y tư chậm rãi gật đầu nàng biết kẻ đứng sau hai nhà thương hội kia là vương thất và công tước cả hai đều là cừu nhân của cô trương thúc nhìn về phía bốn người một lương biểu môi nói nếu bọn hắn cứ mãi reo rao như vậy thì còn lâu mới mua được thép tím ở chợ đen tô lâm y tư suy nghĩ một lúc rồi quay đầu dặn dò ngươi đi tiếp xúc bốn người kia một chút lộ ra chúng ta có khoáng thạch thép tím xem bọn hắn muốn mua hay không điện hạ chuyện này quá nguy hiểm như vậy sẽ bại lộ thân phận của chúng ta mất trương thúc kinh ngạc nói ngươi cẩn thận một chút thì sẽ không sao tô lâm y tư bình tĩnh nói thế nhưng mà trương thúc còn muốn nói điều gì nữa thì đã bị ngắt lời tô lâm y tư phất tay nói đi thôi ta xem bọn hắn không giống như là người xấu chỉ là đầu óc hơi ngu si mà thôi vâng trương thúc co giật khóe miệng hắn nhìn kiểu nào thì bốn người kia cũng không giống là người không có đầu óc tô lâm y tư nhìn trương thúc đi về phía bốn người một lương trong lòng lại có ý tưởng khác dưới cái nhìn của cô một lương mang theo một cô gái nửa người thú ra cửa hơn nữa vẫn luôn giữ gìn cô ta, rõ ràng đối phương không phải là quý tộc thông thường. Ở thành Y Lê, nửa người thú có thân phận đê tiện, không có bất cứ quý tộc nào sẽ đối xử tốt như vậy với nửa người thú, nếu không thì hắn sẽ bị người khác xem thường, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các quý tộc khác. Dựa vào việc này mà cô đã phán đoán bốn người mục lương không phải người bản địa thành Y Lê, chỉ có thể là người tới từ bên ngoài. Đạp 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 trương thúc nhìn chăm chú vào bóng dáng bốn người một lương hô to các hạ chờ một chút một lương dừng bước lại quay đầu nhìn về phía người mặc áo choàng đen đi theo phía sau sau khi từ tô lâm y và trương thúc xuất hiện một lương đã lưu ý đến bọn họ rồi đối với chuyện hai người theo đuôi cũng có lưu ý ly nguyệt đi về phía trước một bước cảnh giác nhìn chằm chằm trương thúc dáng vẻ như một lời không hợp sẽ ra tay có chuyện gì sao Ánh mắt của Mục Lương bình tĩnh nhìn chăm chú vào Trương Thúc. Đầu của Trương Thúc hơi hơi ngẩng lên, thấp giọng nói: "Các hạ là muốn mua thép tím?" Chân mày của Mục Lương hơi nhăn, kinh ngạc hỏi: "Ngươi có?" Trương Thúc nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt của lão nghiêm túc hỏi: "Thép tím không có, nhưng khoáng thạch thép tím có, có muốn không?" Trong lòng của Mục Lương khẽ động, lạnh nhạt hỏi: "Có bao nhiêu?" Trương Thúc chậm rãi lắc đầu nói: các hạ cảm thấy hứng thú vậy chuyện này có thể thương lượng với tiểu thư của nô gia trước mặt người xa lạ và không tin tưởng ông ta sẽ không để lộ thân phận của tô lâm y tư dẫn đường mục lương suy nghĩ rồi gật đầu ly nguyệt và mễ á liếc nhau sau khi người phía trước rời khỏi ở nơi không người họ tiến vào trạng thái ẩn thân rồi mới trở lại bên cạnh mục lương cộp 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 một bên khác tô lâm y tư đang chờ ở bên ngoài chợ đen Chú Trương mang theo đám người một lương đi tới, cung kính nói: "Tiểu thư, bọn họ nguyện ý giao dịch khoáng thạch thép tím." Một lương đánh giá Tô Lâm Y Tư, chỉ thấy đối phương mặc áo choàng đen rộng, che khuất nửa gương mặt làm người ta không thấy rõ. "Tìm một nơi thương lượng được không?" Tô Lâm Y Tư nhìn về phía một lương. Một lương nhếch khóe môi. "Có thể. Đi theo ta." Tay Tô Lâm Y Tư dưới áo choàng đen hất lên, cô xoay người đi đến con đường khác. Đám người một lương đuổi theo, từ đầu đến cuối đều cách khoảng 3-4 mét ở giữa. Cộp cộp cộp. Chú Trương nhìn bóng lưng bốn người một lương chăm chú rồi hô. Các hạ, chờ một chút. Một lương dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về người áo đen đang đi theo mình. Sau khi Tô Lâm Y Tư và chú Trương xuất hiện, một lương liền lưu ý đến bọn hắn. Đối với việc hai người bám theo cũng chú ý, Ly Nguyệt đi về phía trước một bước, cảnh giác nhìn chú Trương chầm chầm, rất có dáng vẻ một lời không hợp liền ra tay. Có chuyện gì sao? Mục Lương bình tĩnh nhìn chú Trương chăm chú. Chú Trương bước lên, hạ giọng nói. Các hạ muốn mua thép tím. Lông mày Mục Lương khẽ nhếch, hắn kinh ngạc hỏi. Ngươi có? Chú Trương nhìn Mục Lương chầm chầm, mặt nghiêm túc hỏi. Ta không có thép tím, nhưng có khoáng thạch thép tím, muốn không? Trong lòng Mục Lương hơi lung lay, hắn bất động thanh sắc hỏi. Có bao nhiêu? Chú Trương chậm rãi lắc đầu nói. Các hạ thấy hứng thú thì phải nói chuyện với tiểu thư nhà chúng ta. Sau đó không lâu, hắn thấy quán rượu quen thuộc, quán rượu đa tư. Mục lương. Mẹ á nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Nhìn kỹ hẳn nói. Mục lương hạ giọng nói. Cô Lâm y tư không nói nhiều, cô trực tiếp cất bước đi vào quán rượu đa tư. Đám người Mục Lương đi vào theo, một bước tiến lên lầu ba, ngồi xuống chỗ đối diện với Tô Lâm Y Tư. Tô Lâm Y Tư ngồi cạnh cửa sổ, Trương Thúc thì đứng bên cạnh cô. Cô nhanh chóng đặt một bầu rượu và hai bàn bánh ngọt, sau khi nhân viên quán rượu rời đi mới nhìn Mục Lương và cô gái tai mèo. Tô Lâm Y Tư hỏi thẳng vào vấn đề. Các hạ cần bao nhiêu khoáng thạch thép tím? Mục Lương nở nụ cười, lạnh lùng nói. Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu? Tô Lâm y tư suy nghĩ rồi ngước mắt nói. Khoáng thạch thép tím, một viên bán cho ngươi giá một viên tinh thạch ma thú cấp 6. Giá tiền này hơi cao. Mục lương chậm rãi lắc đầu. Thạch là đơn vị trọng lượng của thành y lê, một thạch bằng một tấn. Giọng của Tô Lâm y tư chân thành. Ta cho rằng giá không cao, rất hợp lý. Mục lương bình tĩnh nói. Đây chỉ là khoáng thạch, ta mua về còn phải tự mình gia công, tốn thời gian còn phí nhân lực. Anh tiếp tục nói. Theo ta được biết, giá bán một thạch thép tím là một viên tinh thạch ma thú cấp 6, huống chi ngươi đây là nguyên liệu khoáng thạch." Tô Lâm Y Tư xem thường nói. "Đáng tiếc, các hạ không mua thép tím được. Mua không được thì ta có khác biện pháp có thể lấy được." Mục Lương tự tin cười một tiếng. "Biện pháp gì?" Tô Lâm Y Tư nhíu mày. Mục Lương chỉ cười cười, không trả lời câu hỏi của cô, hỏi ngược lại: ta rất tò mò, những người trong chợ đen tại sao không đồng ý bán thép tím cho ta, vì sao các hạ lại đồng ý? Bởi vì các hạ không phải là người thành y lê. Tô Lâm y tư bình tĩnh nói. Mục lương miễn cười lắc đầu. Đây là lý do sao? Ngươi không cần biết. Giọng Tô Lâm y tư lạnh xuống. Mục lương không thèm để ý nhún vai, bình thản nói. Vậy bàn về vấn đề giá khoáng thạch, một thạch khoáng thạch thép tím ta có thể ra giá một viên tinh thạch ma thú cấp 5. Giá quá thấp. Tô Lâm Y Tư không chút do dự lắc đầu từ chối. Vậy các hạ giữ lại bán cho những người khác đi. Mục Lương nói xong đứng dậy. So với khoáng thạch thép tím, hắn càng muốn trực tiếp mua thép tím, có thể tiết kiệm nhân lực rèn sắt. Mễ Á và Mễ Nặc đứng dậy theo, chuẩn bị rời đi theo Mục Lương. Đợi một chút. Tô Lâm Y Tư cũng đi theo cạnh còn vấn đề gì? Mục lương quay đầu nhìn nàng. Dưới áo tròn đen, cô cau mày, do dự một hồi lâu mới mở miệng. Vậy lấy giá tiền của ngươi đi. Mục lương hài lòng gật đầu, lại ngồi xuống lần nữa. Các hạ có bao nhiêu khoáng thạch? Tô Lâm Y Tư mở miệng nói. Trước mắt chỉ có 15 thạch, PS 15 tấn, sau này sẽ có thêm. Cô đánh úp bốn quạng mỏ, chỉ lấy được 15 thạch khoáng thạch thép có hoa văn màu tím ta muốn lấy hết. Một lương giàu nước đổ vách nói. Vậy ngày mai giao hàng ở ngoài thành. Tô Lâm y tư lạnh lùng nói. Có thể. Một lương hiền lành đồng ý, rồi nhìn Trương Thúc, hỏi. Mạo muội hỏi một câu, các hạ bán những khoáng thạch thép tím này vì muốn mua thứ gì sao? Vì sao ngươi nghĩ như vậy? Tay Tô Lâm y tư dưới áo choàng đen nắm chặt. Các hạ vội vàng bán những khoáng thạch đó, trả giá với ta cũng không kiên trì, hiển nhiên là đang thiếu tiền một lương thản nhiên giải thích các hạ rất thông minh tô lâm y tư thầm than một lương hơi nghiêng đầu hỏi cho nên các hạ thiếu thứ gì có lẽ ta có thể giúp ngươi mua được anh không muốn thanh toán bằng tinh thạch ma thú chỉ muốn lấy vật đổi vật tinh thạch ma thú vẫn nên giữ lại để chuyển hóa thành điểm tiến hóa tô lâm y tư lạnh lùng nói ta cần thức ăn còn có quần áo giữ ấm cũng cần ma cụ." Mục Lương Miễn cười nói, "Những vật ngươi muốn ta đều có." Đã nhìn ra, Tô Lâm Y Tư có suy nghĩ riêng nói, "Khôi giáp của mễ á đang mặc là ma cụ cao cấp, điều này đủ để chứng minh thân phận của bọn họ tôn quý biết bao nhiêu." Mục Lương buông lỏng tay, bất đắc dĩ nói, "Chỉ với 15 viên tinh thạch ma thú cấp 5 thì chỉ có thể mua một bộ ma cụ trung cấp, là bình thường nhất." Giá sau cùng của 15 thạch khoáng thạch thép tím chính là 15 viên tinh thạch ma thú cấp 5. Tô Lâm Y Tư cắn môi dưới, do dự. "Tiểu thư, bây giờ chúng ta thiếu đồ ăn và đồ mặc." Chú Trương Hạ giọng nhắc nhở. "Ta biết." Tô Lâm Y Tư thở dài, nhìn về phía Mục Lương, giọng cô trong trẻo vang lên. "Ta muốn thức ăn và quần áo, thức ăn phải dự trữ được." "Có thể?" Mục Lương hỏi tỉ mỉ thức ăn có rất nhiều ngươi muốn tự chọn hay ta giúp ngươi quyết định chọn ở đâu tô lâm y tư chợt sửng sốt thành huyền vũ mục lương bình thản nói thành huyền vũ đôi mắt đẹp của tô lâm y tư mở to cô biết thành huyền vũ nhưng chưa từng đi tới cũng chưa kịp hiểu rõ chỉ biết sự tồn tại của nơi đó trương thúc nghiêm túc hỏi rốt cuộc các hạ là ai giới thiệu lại lần nữa ta tên là mục lương thành chủ thành huyền vũ khóe môi mục lương cong lên trên mặt anh lộ ra nụ cười xấu xa đôi môi hồng của tô lâm y tư mở lớn đôi mắt xinh đẹp dưới mũ trùng trợn tròn trương thúc cũng bị giật mình vô thức ngăn tô lâm y tư ở phía sau mục lương cười khẽ vài tiếng bình tĩnh nói ta cũng sẽ không ăn người không đến mức đề phòng ta như thế trương thúc không có việc gì Tô Lâm Y Tư bình tĩnh lại. Trương Thúc do dự một chút, nghe lệnh, nghi người bước sang một bên. Tô Lâm Y Tư lạnh lùng nói: "Ta biết các hạ bất phàm, lại không nghĩ rằng sẽ là thành chủ thành Huyền Vũ." Mục Lương cười cười, hỏi: "Đã từng đến thành Huyền Vũ chưa?" Cô lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không có, ta ngay cả thành Huyền Vũ có hình dáng gì cũng chưa từng thấy." Mục Lương lập tức mở lời mời vậy thử đến tham quan xem sao. Tô Lâm y tư im lặng không nói, lại tự như đang do dự. Nghe nói không, khu vực khai thác mỏ bên kia lại xảy ra chuyện. Một lương đứng cách đó không xa, nghe được khách nhân uống rượu ở một bàn khác nói chuyện phím, trọng tâm câu chuyện hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nam tử kinh ngạc nói. Nghe cha ta nói qua, là hát lệ hoa ra tay, giết chết đám người canh chừng, mang đi tất cả nô lệ và khoáng thạch. Đây là lần thứ tư hắc lệ hoa ra tay nha, rốt cuộc cô ta là ai?" Tên còn lại cảm thán nói. "Ta nào biết, người gặp qua hắc lệ hoa đều chết hết." Công tước bọn họ chắc đều sắp tức giận đến điên rồi. "Tốt nhất tức giận đến chết, ai bảo bọn họ độc bá lấy khu vực khai thác mỏ?" Nam tử biểu môi nói lời độc ác. Mấy người trò chuyện thay đổi trọng tâm câu chuyện một chút, Mục Lương thấy thế cũng không có tiếp tục lắng nghe anh như có điều suy nghĩ nhìn về phía nữ nhân trước mắt, bình tĩnh hỏi. Hắc lệ hoa là ai? Không biết. Trong lòng tô lâm y tư trở nên căng thẳng, giả vờ bình tĩnh chậm rãi lắc đầu. Chân mày của một lương cao lại, khẽ cười nói. Dối trá cũng không phải là thói quen tốt. Tim của tô lâm y tư đập nhanh hơn, nguyên tố hắc ám dân quanh thân lên. Khu khoáng thạch thép tím đều bị nắm giữ ở trong tay quý tộc và vương thất, các hạ đã có 15 thạch khoáng thạch, còn nói tương lai còn sẽ có, cái này rất không bình thường. Mục lương nói xong, ngã thân thể về phía sau dựa vào ghế, tự mình phân tích. Anh nhìn về phía tô lâm y tư, nhìn vào cô lạnh lùng nói. Cho nên ngươi là vương thất quý tộc, hoặc là hắc lệ hoa. Tô lâm y tư chợt đứng lên, cảnh giác nhìn chăm chú vào nhóm mục lương. Trong lòng của cô vô cùng kinh hãi, người trước mắt chỉ dựa vào vài câu đối thoại đã đoán ra thân phận của mình, điều này quả thực quá kinh khủng. Trương Thúc cũng như gặp phải đại địch, lần thứ hai bảo hộ Tô Lâm Y Tư ở phía sau. Vì hành động của hai người rất khoa trương, nên thu hút sự chú ý những thực khách khác. Mục lương hơi lường bọn hắn, khí thế tiết ra ngoài một tia, để những người vây xem kia câm như hến, trong lòng bọn họ dùng dập hoảng sợ, dời đi ánh mắt. Tô Lâm Y Tư cùng với Trương Thúc cũng cảm nhận được khí thế mục lương để lộ ra, cả hai như đang đối mặt với cơn sóng thần, trong nháy mắt đó khiến người ta không thở nổi. Tiếp tục. Mục Lương quay đầu, giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng, gợn sóng vô hình khuếch tán ra, tạo ra lĩnh vực cấm thanh. Tô Lâm Y tư nhất thời cảm thấy xung quanh an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhóm Mục Lương. Các hạ muốn làm gì? Cô đè xuống sự khiếp sợ trong lòng, cảnh giác nhìn vào anh. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Mục Lương bình chân như vậy nói. Tô Lâm Y Tư cắn răng, do dự một hồi, mới thấp giọng nói. Ta là Hắc Lệ Hoa. Mục Lương lại hỏi. Những người đó nói đều là thật, ngươi tập kích hầm mỏ, cướp đi tất cả nô lệ. Hừng, khu vực khai thác mỏ vốn là của ta, là bọn hắn đoạt đồ của ta. Tô Lâm Y Tư lạnh lùng nói. Thú vị, còn có khác ẩn tình, nói nghe một chút. Mục Lương cảm thấy hứng thú nói. Không có gì đáng nói tô lâm y tư chống cự nói mục lương miễn cười nói ta cảm thấy rất hứng thú đối với khu vực khai thác mỏ thép tím người nên nói rõ hơn tô lâm y tư hiểu ý của mục lương đây không phải là thỉnh cầu mà là mệnh lệnh không cho phép từ chối cô im lặng một hồi lần nữa ngồi xuống cầm rượu lên đổ hết vào trong miệng sau khi mạnh mẽ uống mấy hớp lớn mới chậm rãi kể lại đoạn quá khứ đau thương kia ba năm trước đây quốc vương vương quốc lang lư ba không phải là vị kia hiện tại công tước kỵ sĩ trưởng cũng tương tự không phải giọng của tô lâm y tư rất lạnh lúc nhắc đến quốc vương và đám quý tộc còn mang theo sát ý với căm hận cô nói vài chục phút kể lại chuyện xưa ba năm trước một lần thậm chí ngay cả chuyện liên quan đến thân phận của chính mình đều nói rõ ràng đúng là tu hú chiếm lấy tổ phượng hoàng mục lương cảm thấy ngoài ý muốn thì ra người trước mắt này mới là công chúa chân chính của vương quốc Lan Lư Ba. Mễ Á kinh ngạc hỏi: "Sở dĩ ngươi nằm vùng ở bên trong khu vực khai thác mỏ, tập kích những hầm mỏ kia, cướp đi nô lệ với khoáng thạch, chỉ là vì trả thù?" Tô Lâm Y Tư giải thích: "Có về phương diện này, càng nhiều hơn chính là vì sống sót với mạnh mẽ, những khoáng thạch kia có thể dùng đến đổi lấy thức ăn với vũ khí." "Những đầy tớ kia đâu?" Mễ Nặc hỏi bọn họ cũng còn sống. Tô Lâm y tư liếc mắt nhìn thiếu nữ tai thỏ. Mẹ á lại hỏi. Vì sao không thả bọn họ? Tô Lâm y tư lắc đầu, giọng chân thành nói. Không thể, như vậy sẽ bại lộ hành tung của chúng ta, hơn nữa ta muốn huấn luyện bọn họ, tương lai cùng ta tấn công vào vương cung. Một Lương bình tĩnh tiếng nói. Nếu là như thế, ta dự cảm các ngươi sẽ thất bại. Vì sao? Tô Lâm y tư trợn to con mắt. Mục lương bình thản tiếng nói. Hiện tại, quốc vương là cường giả cấp 9, trừ cái đó ra còn có ba gã cường giả cấp 8, còn có đoàn kỵ sĩ vương cung, người có nắm chắc thắng. Ba tên công tước, kỵ sĩ trưởng, hầu tước đều là cao thủ cấp 8, không thể loại trừ khả năng còn có cường giả chưa lộ diện. Sắc mặt dưới mũ trùng của Tô Lâm y tư trắng bệch, thành công bị đã kích. Mục lương lại tiếp tục chém thêm một đao những đầy tớ kia cũng đều là người bình thường ngươi lại huấn luyện như thế nào bọn họ cũng không khả năng đánh thắng đoàn kỵ sĩ không thử một chút làm sao biết tô lâm y tư cố chấp nói một lương ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn lạnh nhạt nói không cần phải hy sinh vô vị các ngươi quá yếu ta muốn thử một lần tô lâm y tư gằn từng chữ ngươi vẫn chưa hiểu rõ lòng người người lấy oán trả ơn cũng không ít bọn họ không nhất định sẽ bằng lòng đi làm loại chuyện chịu chết này. Mục lương lắc đầu nói. Mặt của tô lâm y tư lộ ti tức giận, như bị mạo phạm đến, đây là đang chửi mình ngu xuẩn. Điện hạ. Trương thúc thấp giọng mở miệng. Tô lâm y tư đè xuống lửa giận trong lòng, người trước mắt không thể trêu vào, cần phải khống chế tốt tâm trạng mới được. Thân thể của mục lương nghiêng về trước, mười ngón tay đang vào đặt ở trước người, mỉm cười nói ta cảm thấy rất hứng thú đối với mỏ thép có hoa văn màu tím chúng ta có thể làm giao dịch như thế nào đây giao dịch gì tô lâm y tư lấy lại tinh thần ta có thể giúp ngươi báo thù rửa hận thậm chí để ngươi làm nữ vương vương quốc lang lư ba mục lương chậm rãi nói một câu cực kỳ mê người ngắn mũi trong vòng mười mấy phút trong lòng anh đã có một kế hoạch tô lâm y tư nghe vậy hô hấp nhất thời trở nên dồn dập nhưng trong lòng vẫn cảnh giác như trước không hiểu vì sao Mục Lương làm như vậy." Trương Thúc trầm giọng hỏi. "Cái giá lớn là cái gì?" "Khu vực khai thác mỏ thép tím." Khóe môi của Mục Lương cong lên, nhàn nhạt nói. "Không sai, toàn bộ khu mỏ thép tím sẽ thuộc về Thành Huyền Vũ." "Không thể nào! Tô Lâm Y Tư phản xạ có điều kiện mà từ chối." "Ngươi đừng vội vàng từ chối, đừng quên, bây giờ khu mỏ quặng thép tím cũng không phải là của ngươi." Mục Lương mỉm cười, Nói ra sự thật. Nếu không có ngoại lực hỗ trợ thì ngươi không thể báo thù được, càng không thể đoạt lại vương vị, như vậy khu mỏ quặng thép tím này cũng không phải là của ngươi. Tô Lâm Y Tư cứng họng, cô không cách nào phủ nhận lời của Mục Lương. Mục Lương vẫn bình chân như vậy nói: "Ta đặt giả thiết một chút đi, cho dù ngươi báo thù và đoạt lại vương vị thành công, vậy sau đó ngươi tính toán làm thế nào để giữ vương vị này, không bị người khác đoạt đi?" "Ta không biết" Tô Lâm y tư cúi đầu, sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực. Mục Lương hờ hững nói. Ngươi không giữ được, trừ phi ngươi có thể trở thành ma pháp sư cấp 9. Tô Lâm y tư càng thêm tuyệt vọng, ma pháp sư cấp 9 đâu phải là chuyện một sớm một chiều là làm được. Mục Lương nhún vai, khẽ cười nói. So sánh với việc báo thù trong vô vọng, chi bằng làm giao dịch với ta, ngươi có thể báo thù còn có thể làm lên nữ vương, đây không phải là chuyện khó lựa chọn tô lâm y tư ngẩng đầu lên hỏi với giọng khàn khàn ngươi mạnh như vậy có thể không làm giao dịch với ta chỉ cần ra tay giết chết quốc vương hiện giờ thì khu mỏ quặng thép tím sẽ là của ngươi nhưng như vậy không thú vị mục lương nhếch miệng nở nụ cười a à, tô lâm y tư sửng sốt một chút hắn nói vậy là có ý gì so với việc trở thành quốc vương thì ta lại thích việc bồi dưỡng ra một quốc vương hơn mục lương ăn ngay nói thật huống hồ ta không thể lưu lại thành y lê mãi được cho nên ta cần có người giúp ta xử lý khu mỏ quặng thép tím còn có phố buôn bán trong thành y lê kế hoạch của anh là xây một phố buôn bán trong thành y lê giống như lúc ở thành tác luận như vậy anh có thể kiếm tinh thạch ma thú liên tục không ngừng dù sao thì anh vẫn là người ngoài nếu trở thành quốc vương lan lư ba sẽ khó tránh khỏi việc có người không tin phục chi bằng để công chúa chính thống thượng vị anh có thể lợi dụng người ủng hộ nàng để quản lý khu mỏ quặng thép tím Tô Lâm Y Tư hỏi một cách không xác định. Ý của các hạ là để ta làm nữ vương, sau đó giúp ngươi xử lý khu mỏ quặng thép tím và phố buôn bán. Đúng vậy. Mục Lương gật đầu. Ánh mắt của Tô Lâm Y Tư lấp lóe trong lòng suy tính lợi và hại. Đừng suy tính những việc không nên, ta bóp chết ngươi còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến. Mục Lương lạnh lùng nói. Anh không có hảo cảm đối với quốc vương Lang Lư Ba hiện tại không ngại thay đổi một vị vương giả khác nhưng anh không cho phép người mà mình nâng đỡ lại tồn tại ý niệm lá mặt lá trái ta hiểu rõ tay của tô lâm y tư rung lên vội vàng vứt bỏ những ý niệm không thiết thực trong đầu mục lương nhàn nhạt nói ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc không cần phải đáp ứng ta ngay bây giờ được để ta suy nghĩ tô lâm y tư không cách nào từ chối đúng là cô cần thời gian suy tính một chút mục lương đứng lên bình thản nói vậy bây giờ ngươi có thể đến thành huyền vũ cùng ta đi chọn lựa lương thực mà ngươi muốn mang về đi được tô lâm y tư đáp ứng cô không sợ một lương có ý đồ xấu dù sao thì với thực lực của người này nếu có mục đích gì thì đều có thể thực hiện bằng thực lực tuyệt đối co cần tốn thời gian lừa gạt cô một lương khoác tay lên vai cô gái tai thỏ rồi nhìn về phía tô lâm y tư nói các ngươi đứng lại gần một chút mễ á yên lặng nắm lấy tay của cô gái tai thỏ bàn tay khác hơi nắm lại bắt được ly nguyệt đang ẩn thân vốn cô gái tóc bạc ẩn thân là muốn đi theo tô lâm y tư xem khu mỏ quặng thép tím ở nơi nào không ngờ tình hình phát triển lại lệch khỏi dự đoán tô lâm y tư nghi ngờ nhưng vẫn nhích lại gần không chờ cô nói chuyện thì bóng tối đã nuốt chửng bọn họ ông tâm thần cô rung chuyển dữ dội cảm giác mình đang băng qua một vùng không gian khác xung quanh có cảnh vật mơ hồ nhanh chóng lướt qua qua mấy giây, bóng tối biến mất, trước mắt lại xuất hiện ánh sáng, cô lại ngửi thấy mùi mặn của gió biển. Tô Lâm Y Tư kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đã đi tới bên ngoài thành Y Lê, phía sau là sóng nghèo, phía trước là biển cả và quần đảo. Đó là cái gì? Trương Thúc cả kinh thốt lên. Lão nhìn thấy rùa đen ở mặt biển nơi xa mặt biển, khuôn mặt lão lập tức xanh mét. Tô Lâm Y Tư cũng nhìn thấy rùa đen, nhất thời không phản ứng kịp, suýt chút nữa hét lên. Đó là tiểu huyền vũ, thú cưng của ta. Mục lương hời hợt nói. Thú cưng. Tô lâm y tư co giật khóe miệng, thế giới quan nhanh chóng sụp đổ. Mục lương khẽ cười một tiếng. Thành huyền vũ nằm ở phía trên. Không đợi tô lâm y tư và trương thúc kịp phản ứng, anh lại thi triển cú nhảy ám ảnh lần nữa, mang theo đoàn người trở lại phố buôn bán. Ông. Lần này, mọi người xuất hiện trong trân bảo lâu, nhìn thấy hồ tiên đang ngồi chéo chân khẩy bàn tính bận rộn tính toán sổ sách của phố buôn bán a à, các ngươi trở về rồi hồ tiên đặt bàn tính trên bàn rồi đứng dậy cô quan sát trương thúc và tô lâm y tư không nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn từ mọi việc xong xuôi rồi mục lương ôn hòa nói hồ tiên quay đầu hô tiểu lan đi pha hai ấm trà mang tới đây hôm nay có rất nhiều người tới phố buôn bán vì vậy hồ tiên mang vệ ấu lan đến đây để hỗ trợ vâng vệ ấu lan nghe vậy đi lên từ lầu một khi nhìn thấy một lương và những người khác thì vội vàng cung kính hành lễ hành chủ đại nhân ừ một lương đưa tay ra hiệu ngồi đi được cảm ơn lúc này tô lâm y tư và trương thúc mới ngồi xuống lực chú ý rời khỏi hồ tiên bắt đầu dò xét hoàn cảnh trong phòng trà nóng nhanh chóng được tiểu hầu gái bưng lên, còn có mấy đĩa bánh ngọt. Tô Lâm y tư do dự một chút, sau đó giơ tay kéo mũ trùng xuống, lộ ra khuôn mặt thật của mình. Đó là một khuôn mặt trái xoan trắng bệt, đôi mắt có màu đen giống như một lương. Tóc của cô có màu hồng nhàn nhạt, nhạt, nó càng làm cho làn da của cô trắng hơn. Tô Lâm y tư rất xinh đẹp, mặc dù không bằng hồ tiên, nhưng cũng khiến cho người ta vừa liếc một cái thì khó mà quên được. Cô nâng ly trà lên uống một hớp, sau đó lập tức bị chấn động bởi trà tinh thần, không khỏi uống sạch nước trà trong ly. Hồ Tiên ngồi bên cạnh Mục Lương, cái đuôi khoác lên vai anh, treo gẹo. Mục Lương, đây là người mới của ngươi à? Dĩ nhiên không phải rồi. Mục Lương dở khóc dở cười, nhẫn nhịn không dạy dỗ cô gái đuôi Hồ Ly ngay tại chỗ. Mục Lương giải thích vắng tắt. Cô ấy là công chúa của vương quốc Lan Lư Ba. Thì ra là như thế. Hồ Tiên chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm Y Tư trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Chỉ cần không phải tình địch thì chuyện gì cũng dễ nói. Lúc này, Tô Lâm Y Tư đã thoát khỏi cảm xúc chấn động do trà tinh thần mang lại, cô trở nên có chút câu nệ, đồng thời cũng rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Mục Lương và những người khác đều uống loại trà này mỗi ngày sao? Mục Lương ôn hòa nói: "Ngươi mang cô ấy đi chọn lựa hàng hóa đi, ta trở về trung ương xử lý công việc." ngươi vừa trở về đã phải vội làm việc rồi hồ tiên biểu môi nói đúng vậy ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý mục lương nói với giọng rõ ràng ngươi đi mau đi ở đây giao cho ta được rồi hồ tiên quan tâm nói và chỉnh lại vạt áo cho anh được ta đi đây mục lương đứng lên thi triển cú nhảy bóng tối mang theo nhóm bể á và ly nguyệt rời đi sau khi mục lương và những người khác rời đi Hồ Tiên uống xong ly trà nóng trong tay, tiếp đó chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Tô Lâm Y Tư, cười nói. Tiểu thư Tô Lâm Y Tư, xin mời đi theo ta. Được. Tô Lâm Y Tư lạnh nhạt lên tiếng. Cô và Trương Thúc liếc nhìn nhau, đứng dậy đi theo cô gái đuôi hồ ly xuống lầu. Lúc này, ở lầu một Trân Bảo Lâu có rất nhiều quý tộc chen chúc, bọn họ đều đến mua trà tinh thần và đủ loại ma cụ. Tô Lâm Y Tư kinh ngạc không thôi, rốt cuộc ở đây có thứ gì tốt mà quý tộc thành y lê đều tới đây nghe một lương nói các ngươi cần đồ ăn có thể giữ lâu hồ tiên hỏi tô lâm y tư nghiêm túc nói đúng vậy có thể cất giữ càng lâu càng tốt vậy ngươi biết khoai lang sao hồ tiên quay đầu nhìn về phía cô gái tóc hồng không biết tô lâm y tư lắc đầu hồ tiên đề nghị vậy ta đề cử ngươi mua khoai lang thứ này có thể cất giữ một đoạn thời gian rất dài có thể bảo quản cả tháng mà không vấn đề gì hơn nữa còn có thể ăn sống ta muốn xem trước một chút tô lâm y tư nghiêm túc nói đi theo ta hồ tiên không có từ chối mang theo hai người rời đi trân bảo lâu đi đến cửa hàng cách đó không xa đó là một cửa hàng bán đủ loại nguyên liệu nấu ăn mặt tiền cửa hàng rất lớn và có ba tầng chủ yếu bán các nguyên liệu nấu ăn như khoai lang bắp bột mì sau khi đi ra Trân Bảo Lâu, Tô Lâm Y Tư và Trương Thúc đã nhìn ngay người, bọn họ nhìn đường đi sạch sẽ, có loại cảm giác không chân thật. Hai người được một lương dẫn thẳng vào Trân Bảo Lâu, cho nên đây là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn cảnh chỉnh thể của phố buôn bán. Tô Lâm Y Tư nhìn về phía Hồ Tiên, khen ngợi. Ở đây thật sạch sẽ, lại còn không có mùi khác thường. Toàn bộ thành huyền vũ đều là như vậy. Hồ Tiên nhún vai, bày ra dáng vẻ đã quen với việc này rồi làm thế nào mà các ngươi thực hiện được điều này tô lâm y tư hứng thú hỏi hồ tiên nói ngắn gọn rất đơn giản chỉ cần ngươi có đủ thực lực khiến dân chúng kính yêu và sùng bái ngươi như vậy có thể thông qua luật pháp và quy định để thực hiện nó đương nhiên còn cần một số tiền lớn để duy trì tô lâm y tư co giật khóe miệng nhục chí thở dài buồn bực nói chắc là ta không làm được rồi hồ tiên che miệng cười khẽ nói chuyện này đích xác rất khó huống hồ thực lực của ngươi cũng không mạnh coi như sau này có ngồi trên vương vị thì cũng rất khó để các quý tộc và dân chúng tin phục tô lâm y tư hé môi muốn nói gì đó nhưng lại không cách nào phủ nhận lời của cô gái đuôi hồ ly cô nhớ tới những gì mục lương nói với mình coi như thật sự ngồi trên vương vị thì cũng rất khó an ổn tại vị trừ phi có người nâng đỡ cô nâng đỡ ánh mắt của tô lâm y tư lấp lóe trong đầu hiện lên dáng vẻ của mục lương mời vào hồ tiên cất bước đi vào cửa hàng quản lý cửa hàng nhanh chóng tiến lên tiếp đón tô lâm y tư đè nén sự bất an trong lòng xuống lực chú ý đặt ở trong cửa hàng cô nhìn thấy từng chung lưu ly cực lớn được bày biện chỉnh tề bên trong tràn đầy các loại nguyên liệu nấu ăn hồ tiên cầm một củ khoai lang lên quyến rũ nói đây chính là khoai lang có thể nướng chiên xào hấp làm cách nào cũng ngon cả thật sao Tô lâm y tư tỏ vẻ hoài nghi. Hồ tiên không nhiều lời, tay cô chạm vào búp bê lưu ly treo trước người và lấy ra một con dao nhỏ, lanh lệ gọt vỏ khoai lang. Tô lâm y tư nhìn búp bê lưu ly trên người cô gái đuôi hồ ly, trong lòng chấn động không thôi. Nếm thử xem. Hồ tiên đưa củ khoai lang đã gọt vỏ cho tô lâm y tư. Trăng rắc. Tô lâm y tư mất tự nhiên cắn một mụn nhỏ, thịt khoai lang sống rất giòn vừa vào miệng còn có mùi thơm của khoai lang rất đậm. Cô nhai thịt khoai lang, phát hiện càng nhai càng thơm, còn ngon hơn cả mong đợi. Đi thôi, ta dẫn ngươi nếm thử món khoai nướng. Hồ Tiên yêu kiều rời đi cửa hàng, đi đến tiệm mỹ thực khoai lang cách đó không xa, có ý định dẫn hai người đi dạo phố buôn bán, làm nền cho việc hợp tác sau này. Chỉ cần Tô Lâm Y Tư lên làm nữ vương, như vậy rất có thể hai bên sẽ có giao dịch và hợp tác lâu dài. Mười phút sau, Tô Lâm Y Tư và Trương Thúc đều cầm một củ khoai nướng trong tay, cả hai ngửi mùi thơm mê người, không khỏi nuốt nước bọt. Ngon quá, thật sự rất thơm. Tô Lâm Y Tư cắn một ngụm thịt khoai lang màu vàng cam và khen ngợi từ tận đáy lòng. Hồ Tiên nhướng mày hỏi. Ở đây chúng ta còn có bánh khoai lang, khoai lang lát chiên giòn và nhiều món khác, các ngươi muốn nếm thử một chút không? Ta có thể nếm thử sao? Tô Lâm Y Tư có chút ngượng ngùng hỏi. Cô đã thích thành huyền vũ, thức ăn nơi này thực sự quá ngon, còn ngon hơn tất cả những món mà cô từng ăn trước đó. Hồ Tiên Thanh Thúy nói. Đương nhiên là được rồi, nhưng ta còn có việc bận, ta sẽ phân phó thuộc hạ dẫn các ngươi đi dạo xung quanh phố buôn bán. Hôm nay, phố buôn bán có rất nhiều đơn đặt hàng lớn, cô cần phải nhìn chầm chầm, không thể lãng phí quá nhiều thời gian cho việc khác. Vậy còn giao dịch thì sao? Tô Lâm Y Tư Há to miệng. Hồ Tiên ưu nhã nói. Yên tâm, đợi ngày mai nhận được khoáng thạch thì chúng ta sẽ đưa thức ăn và quần áo tới chỗ các ngươi. Vậy là tốt rồi, các hạ đi làm việc đi. Tô Lâm Y Tư nghe vậy mới yên lòng. Hồ Tiên trở về Trân Bảo Lâu và gọi vệ ấu lan tới, dặn dò. Tiểu Lan, mang hai vị này đi dạo một vòng phố buôn bán, ăn uống, xem phim điện ảnh gì đó. Vâng. Vệ ấu lan đáp lại, tiếp nhận lệnh bài mà Hồ Tiên đưa tới, có lệnh bài thì ba người có thể tiêu xài miễn phí ở nhiều nơi trong phố buôn bán. Hai vị, mời đi theo ta. Vệ ấu lan nhìn về phía Tô Lâm Y Tư và Trương Thúc. Tô Lâm Y Tư vẫn có chút ngượng ngùng, gật đầu một cái, cất bước đuổi theo tiểu hầu gái. Ba người đến tiệm đồ uống lạnh trước, một người một ly trà sữa, cái này lại khiến hai người mở ra thế giới mới lần nữa. Uống ngon thật. Tô Lâm Y Tư kinh tháng không thôi. Vệ ấu lan cười tươi như hoa nói. Trụ, trà và cà phê thành huyền vũ được rất nhiều người khen ngợi. Trà đúng là rất dễ uống. Tô Lâm y tư đồng ý gật đầu. Bây giờ chúng ta đi xem phim điện ảnh. Vệ ấu lan đề nghị. Phim điện ảnh là cái gì? Tô Lâm y tư lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Vệ ấu lan cười thần bí, thanh thúy nói. Đó là một loại hoạt động khiến người ta say mê ta à, rất chờ mong. Trong mắt Tô Lâm Y tư lộ vẻ chờ mong, thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng lại. Mời đi theo ta, hy vọng còn có vé. Vệ ấu lan đưa tay ra hiệu dẫn hai người đến rạp chiếu phim, sau khi đưa ra lệnh bài thì thành công mua được ba tấm vé xuất chiếu ở nửa giờ sau. Trước khi phim điện ảnh bắt đầu, tiểu hầu gái đi mua bắp rang và cà phê, hai món này lại khiến Tô Lâm Y tư và Trương Thúc yêu thích ngay lập tức. Trong vòng 10 phút đã uống sạch hai ly cà phê nửa giờ sau ba người vào sảnh phim trong sảnh đã chật kín chỉ cần nhìn trang phục những người này đang mặc là không khó đoán ra bọn họ đều là người phi phú tức quý toàn bộ đều đến từ thành y lê phim điện ảnh bắt đầu chẳng mấy chốc thì tô lâm y tư và trương thúc đã xem đến mê mẩn cốt truyện chặt chẽ và hấp dẫn khiến bọn họ không cách nào rời mắt khỏi màn ảnh được hơn một giờ sau tô lâm y tư và trương thúc đi ra sảnh phim trên mặt hai người lộ ra tia chưa thỏa mãn thật sự quá hay. Tô Lâm y tư thở dài. Bây giờ chúng ta đến trung tâm huyền vũ chứ. Vệ ấu lan đề nghị. Để lần sau đi, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Tô Lâm y tư tiếc núi lắc đầu. Thời gian không còn sớm, cô muốn trở về khu mỏ quặng trước khi trời tối, bằng không thì các thuộc hạ sẽ nghĩ lầm cô xảy ra chuyện, tiếp đó dứt thẳng vào hoàng cung. Vậy tốt thôi, ta tiễn hai vị ra ngoài. Vệ ấu lan không có kiên trì, cất bước đi ra ngoài. Sắc trời bắt đầu tối xuống. Bên trong phòng sách thuộc cung điện, khu trung ương, thành huyền vũ. Mục lương dựa vào long ỷ tay dơ trên sách đang lật xem. Trên bàn còn xếp mấy quyển sách, là do Ngãi Lị Na đến thành Y Lê mua về, đều là sách có liên quan đến trận ma pháp. Anh muốn chế tạo máy xử lý trung tâm, hy vọng có thể tìm được cửa đột phá từ trên mặt trận ma pháp. Xẹt 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 xẹt. Động tác lật sách của anh rất nhanh, một quyển sách thường thường trong vòng 5 phút sẽ lật xem hết, học được rất nhiều kiến thức hữu dụng, nhưng lại không có nhiều trợ giúp đối với việc chế tạo máy xử lý trung tâm. Mục Lương cầm lấy một quyển sách khác, tiếp tục lật xem, mà những quyển sách đã xem qua này, đa số đều mang đến công xưởng in để in ấn lại, sau đó mang đến trường học ma pháp sư. Nửa tiếng sau, Mục Lương đã xem xong những quyển sách mà Ngãi Lị Na mua về, bổ sung thêm rất nhiều kiến thức liên quan đến ma pháp và trận ma pháp. Cọt kẹt. Lúc này, cửa phòng sách bị đẩy ra, dáng đi uyển chuyển của Nguyệt Thấm Lan đi vào trong phòng sách. Vẫn còn chưa nghỉ ngơi sao? Nguyệt Thấm Lan đi đến bên cạnh ngồi xuống. Còn sớm, mới 8 giờ. Một lương ngước mắt lên nhìn về phía đồng hồ quả lắc ở trên tường. Cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Nguyệt Thấm Lan vừa nói vừa cầm lấy quyển sách ở trên mặt bàn, có hứng thú lật xem vài trang. Anh điềm đạm nói. Phải mua về nhiều sách ma pháp hơn mới được. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói. Sách ma pháp không có dễ mua, ngải lị na đi chợ đen tìm cả một ngày, cũng mới mua được mấy quyển này. Ngày mai lại đi tìm xem. Mục Lương bình tĩnh đáp lại. Nguyệt Thấm Lan suy nghĩ một lát, nghiêng đầu nói. Chi bằng ngươi trực tiếp đến Hiệp hội Ma Pháp Sư đi, hoặc đến điện tàng thư của vương cung, nơi đó chắc chắn có rất nhiều sách ma pháp. Mục lương ngẩng ra, khóe môi của anh không nhịn được mà hơi cong lên, ôn hòa bảo. Ngươi nói đúng, ta ra ngoài một chuyến. Hả, ngươi đi thật sao? Sắc mặt của Nguyệt Thấm Lan ngẩn ngơ, cô chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đương nhiên. Mục lương đứng lên, thi triển cú nhảy bóng tối biến mất ở trong phòng sách. Đi thì đi, cũng không dẫn theo ta. Nguyệt Thấm Lan biểu môi. Bên kia, một lương thi triển cú nhảy ám ảnh, thành công tiến vào bên trong thành Y Lê. Lúc này đã là 8 giờ rưỡi, bên trong thành Y Lê hầu như không có một người nào, rất nhiều nơi tối đen như mực, anh hành tẩu trong bóng đêm, tìm kiếm vị trí của Hiệp hội Ma Pháp Sư. Trước đây lúc anh nói chuyện với Đa Tư, đã từng nói qua Hiệp hội Ma Pháp Sư, vậy nên cũng không khó tìm. 10 phút sau, một lương đứng ở bên tường bóng tối, nhìn thấy tòa lầu bốn tầng của hiệp hội ma pháp sư cách đó không xa bên trong tòa lầu có ánh sáng đó là ánh sáng của đá phát sáng cơ thể của mục lương lóe lên người biến mất tại chỗ khi xuất hiện lại thì đã tiến vào tòa lầu của hiệp hội ma pháp sư cơ thể của anh tiến vào trạng thái ẩn thân đi ở bên trong hành lang của tòa lầu tìm kiếm chỗ để sắt cũng không lâu lắm anh đã tìm được vị trí của mục tiêu là một gian phòng hơn 10 mét vuông trong phòng có mấy giá sách phía trên có phân loại các loại sách một lương ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh không nhìn thấy có người mới yên tâm đi đến phía trước kệ sách cầm xuống một quyển bắt đầu lật xem tốc độ đọc sách của anh vẫn nhanh như thường chỉ trong chốc lát đã đọc xong quyển sách ở trong tay anh như có điều suy nghĩ mà trầm ngâm trong chốc lát rồi mới trả sách về chỗ cũ cầm lấy quyển sách thứ hai tiếp tục lật xem nếu như có người ở bên cạnh thì liền có thể nhìn thấy quyển sách đang bay ở trong không trung, sau đó cứ cách 10 giây là sẽ lật một trang, cho đến khi cả quyển đều đã lật hết. Xẹt 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 xẹt. Trong vòng nửa tiếng, Mục Lương đã xem xong 7 quyển sách, nội dung đều có liên quan đến ma pháp, thâm ảo hơn nhiều so với mấy quyển mà Ngải Lị Na mua từ chợ đêm. Đạp đạp đạp. Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người đang đi về phía gian phòng này. Mục Lương không nhanh không chậm mà đóng sách lại, trả về chỗ cũ cửa phòng lập tức bị đẩy ra cọt kẹt một cô gái mặc áo dài của ma pháp sư trên người tiến vào trở tay đóng cửa phòng lại người của hiệp hội ma pháp sư đều sẽ mặc áo dài chế thức có màu sắc khác nhau đó là tượng trưng cho thân phận cô gái ma pháp sư hiển nhiên là có mục tiêu trực tiếp đi về phía giá sách ở tận bên trong cùng tìm được quyển sách muốn xem ở trên tầng cao nhất cô không nói lời nào mà ngồi xuống đất mở sách ma pháp ra bắt đầu tỉ mỉ đọc một lương nhìn vào cô gái sở hữu mái tóc dài màu đỏ trong lúc nhất thời cũng không nói gì sao cô lại không đi cũng may là sự chú ý của cô gái đều đặt trên quyển sách không phát hiện ra chuyện bất thường nào một lương đang nghe chuyện trên tv audio cv nhìn vào cô ta hình như là nửa tiếng mới lật một trang sách chân mày vẫn luôn nhíu lại anh cảm thấy tò mò thế là im hơi lặng tiếng mà đi lên phía trước đứng ở phía sau cô gái nhìn vào quyển sách ở trên tay của cô ta. Anh nhìn một lúc, mới biết đây là một quyển sách có liên quan đến trận ma pháp, giới thiệu chính là cách vẽ trận ma pháp hệ gió cấp 3. Trong lòng một lương thầm thì, đây không phải là có tay thì liền biết vẽ sao. Anh im hơi lặng tiếng mà rời khỏi bên cạnh cô gái, đứng ở bên cạnh một giá sách khác, chỗ này là phạm vi nhìn điểm mù của cô gái, có thể yên tâm mà tiếp tục xem sách. Động tác của một lương càng nhẹ nhàng hơn, tiếp tục lật xem sách hai người không liên quan đến nhau dưới sự che đậy của giá sách tự mình xem sách của mình thời gian chậm rãi trôi qua lại qua ba tiếng đồng hồ một lương nghe thấy âm thanh kỳ lạ đôi tay của anh giật giật nhẹ nhàng bỏ quyển sách xuống đi ra phía chỗ che của giá sách nhìn về phía cô gái xém nữa thì đã quên mất cô gái vốn dĩ đang đọc sách lúc này đã nằm sườn trên mặt đất trong tay còn đang nắm lấy quyển sách đôi mắt lại nhắm lại hô 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 Mục lương nghe thấy tiếng hít thở dài của cô ta, lặng lẽ bất lực trong một khoảnh khắc. Anh nhìn vào cô gái đang ngủ say, tinh thần của bản thân lại đang tràn đầy, vậy nên lại đem sự chú ý đặt lại trên sách vở. Trời cũng nhanh chóng sáng lên, anh lại nhanh chóng tăng tốc đọc sách, chỉ là ghi nhớ nội dung vào trong đầu, đợi đến lúc rảnh rỗi thì sẽ nhớ lại nghiên cứu tỉ mỉ. Xẹt 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 xẹt. Âm thanh lật sách càng ngày càng nhanh, nửa tiếng đã lật xong sách của cả một giá sách trời sẽ nhanh sáng lên, tiếng bước chân ở bên ngoài lại truyền đến. Động tác trên tay của Mục Lương đột nhiên dừng lại, vội vàng bỏ sách về lại chỗ cũ, quay đầu lại nhìn qua cô gái vẫn còn đang ngủ say. Cũng không biết Dực Nhi học tập thế nào rồi. Một gọi nói già nu vang lên. Với sự hiểu biết của ta đối với con bé, thì đoán là rất có khả năng con bé đã ngủ say rồi. Âm thanh của một lão già khác truyền đến. Giọng nói ôn hòa của lão già đầu tiên nói chuyện. Sao có thể chứ, thiên phú của con bé rất tốt, trận ma pháp hệ gió cấp 3 đối với con bé mà nói cũng không khó. Mục lương nghe thấy vậy thì chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã giơ tay lên ngưng tụ thành một viên băng, bấm tay búng nhẹ ra bên ngoài, đập vào trên người cô gái đang ngủ say. A à, a, à. Cơ thể của cô gái rung lên, giật mình tỉnh lại, giơ tay lên xoa xoa tráng, nhiệt độ của viên băng để lại ở trên người cô khiến cho khuôn mặt của cô tràn đầy vẻ nghi ngờ. Cô chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, cũng nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa truyền vào, thế là vội vàng ngồi dậy, giả vờ là dáng vẻ vẫn còn đang đọc sách. Mục Lương không tiếng động mà cười lên, sau đó thi triển cú nhảy bóng tối rời khỏi. Anh trở lại cung điện trung ương, vừa mới ngồi lên trên long ỷ, đã không kịp chờ đợi mà giơ tay rút một tờ giấy, cầm lấy bút máy bắt đầu sao chép tri thức ở trong đầu. Mục Lương không phải là lần đầu tiên làm như thế. Sách ở bên trong điện Tàng thư của Vương cung thành tác luận trước đây, anh cũng đã sao chép ra một phần. Trời đã sáng hoàn toàn, bên ngoài Vương thành Tây Hoa, phi thuyền vận chuyển to lớn vẫn còn đang ở đó. Bối phi nhân từ trên phi thuyền vận chuyển đi xuống, trong tay còn cầm một cuộn giấy, đây là bản đồ thiết kế quy hoạch của khu buôn bán, là cô dùng thời gian 2 ngày để vẽ ra. Đi thôi, hôm nay bắt đầu xây dựng khu buôn bán. Cô quay đầu lại hô một tiếng. Đến đây Ni cát sa cũng từ trên phi thuyền vận chuyển đi xuống. Các ngươi nhớ chú ý an toàn. Thái Khả Khả đứng ở chỗ khoang cửa vẫy vẫy tay, nàng muốn ở lại trấn thủ phi thuyền vận chuyển, phụ trách vấn đề an toàn. Ni cát sa dặn dò. Biết rồi, có chuyện gì thì hãy thông qua trùng cộng hưởng để liên hệ, hoặc là pháo thiên minh. Được. Thái Khả Khả gật đầu đáp lại. Đi đây. Bối vi Nhân xoay người đi về phía Vương thành Tây Hoa thành phòng quân và nhân viên công tác đi theo đều đuổi theo, trên vai còn khiên các bao lớn bao nhỏ, là đồ đạc kiến tạo khu buôn bán cần dùng đến. Nhóm người đi cắt xa đi thẳng không hề bị cản trở, sau khi tiến vào vương thành Tây Hoa thì liền đi về phía khi thành Tây. Mảnh đất thành Tây kia, rác rưởi ở phía trên đều đã dọn dẹp sạch sẽ, bốn phía cũng đã xây dựng tường vây, chính thức phân chia thuộc về quyền sở hữu của thành huyền vũ. Lúc mọi người đi đến mảnh đất kia, đã là nửa tiếng sau, xung quanh cũng có rất nhiều người vây xem. Bắt đầu đi. Bối vi nhân mở bản đồ thiết kế ra nhìn sơ qua một chút, sau đó lấy viên trân châu có thể tăng phúc ra. Ni Cát Sa cũng giống như vậy, viên trân châu có thể tăng phúc tan ra ở trong miệng, đồng thời cũng có năng lực khống chế đất đá. ầm ầm. Hai người đồng thời vươn tay ra, ý niệm khống chế đất đá ở xung quanh cuồn cuộn lên, động tĩnh vô cùng lớn. Bên ngoài tường rào, những quý tộc đang vây xem kia trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào đất đá cuồn cuộn ở ngang trời sau đó đúc thành những bức tường cao bối vi nhân phụ trách xây dựng nhà lầu ni cắt ra thì sửa đường đánh nền đợi hiệu quả của trân châu tăng phúc ở trong cơ thể qua đi lại dùng thêm một viên tăng phúc mới năng lực lần này là khống chế tinh thể muốn xây nhà lầu cao xây vững chắc nền và dàn giáo đều rất quan trọng bối vi nhân sợ nhà lầu đất đá quá đơn giản sẽ không vững chắc vậy nên lại tăng thêm một tầng lưu ly ở bên ngoài và tầng trong, giống như là khu buôn bán của thành tác luận vậy. Như vậy không chỉ nâng cao tính vững chắc, còn làm cho nhà lầu thoạt nhìn thì cao cấp hơn nhiều, phù hợp với định vị của khu buôn bán. Ni Cát Sa và cô phối hợp cũng xem như là ăn ý, một dãy nhà lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đa số đều là tòa lầu 5 tầng. Hai người bận rộn cho đến buổi trưa, mới hoàn thành được một nửa kiến trúc, hơn nữa cũng mới chỉ có dàn giáo mà thôi, thiết bị lắp đặt bên trong gì gì đó, còn cần thời gian dài để hoàn thành. Phải bắt đầu chiêu mộ công nhân rồi. Bối vi nhân trong lúc nghỉ ngơi nói. Dựa theo kế hoạch, là muốn chiêu mộ thợ sửa chữa ở trong vương thành Tây Hoa, nếu không chỉ dựa vào thợ sửa chữa từ thành huyền vũ mang đến, muốn hoàn thành lắp đặt toàn bộ thiết bị trong khu buôn bán, thì nhanh nhất cũng cần đến nửa năm. Ừm, phải bắt đầu tuyển người rồi. Đi các xa đồng ý gật đầu. Ta sắp xếp người đi làm. Bối vi nhân xoay người đi về phía những nhân viên công tác kia. Cô nói ước chừng khoảng 10 phút mới bàn giao chuyện xuống phía dưới để cho bọn họ ra ngoài tuyển thêm những người dân bình thường ở trên đường phố. Khu buôn bán xây ở khu vực chỗ ở của quý tộc, mướn thợ ở nơi này là rất khó, phải đến chỗ bình dân chiêu mộ người mới được, lương bổng cũng rẻ hơn rất nhiều. Ni Cát Sa và Bối Nhi Nhân nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại bắt đầu xây dựng nhà lầu dựa theo bản thiết kế, rạp chiếu phim, trung tâm huyền vũ, nhà tắm công cộng vân vân đều được phân biệt để xây dựng lên. Thời gian luôn trôi qua nhanh trong lúc bận rộn, lúc sắc trời đã xám xuống, khu đất trống ban đầu đã có hai mươi mấy tòa lầu, cao cao thấp thấp đều có. Tòa nhà cao nhất là 30 mét, đứng sừng sững ở trung tâm của khu buôn bán, đó là trung tâm huyền vũ, chia thành 10 tầng. Bên cạnh tòa nhà cao tầng này chính là rạp chiếu phim mới, thiết kế 6 tầng, Chiến diện tích chỉ khoảng nửa bãi sân bóng. Mệt quá đi. Ni cắt xa xoa huyệt thái dương, đặt mông ngồi xuống dưới đất, nhưng khi nhìn vào một dãy tòa nhà, cảm giác thành tựu ở trong lòng lại nhộn nhịp lên. Sắc mặt của bối vi nhân cũng không tốt lắm, thở sâu một hơi nói. Xây nhà cao tầng là một chuyện rất hao tâm tốn sức. Ít hầu của Ni cắt xa giật giật, giọng nói khàn khàn. Bình thường nhìn thấy một lương cải tạo thành huyền vũ nhẹ nhàng như thế, hóa ra đều là biểu hiện giả. Đúng vậy đó. Trong đầu của Bối Vi Nhân hiện lên dáng vẻ của một lương, từ trong thâm tâm bắt đầu bội phục. Phần còn lại thì để ngày mai làm đi, ta mệt quá rồi. Mi cắt sa phun ra một hơi, tay chống xuống mặt đất chậm rãi đứng lên. Ừm, tiếp theo chính là lắp đặt thiết bị và xanh hóa thôi. Bối Vi Nhân cảm thấy đau đầu, có rất chuyện cần phải làm, một tháng tiếp theo cũng không thể nghỉ ngơi rồi. Quay về nghỉ ngơi thôi. Mi cát sa vẫy vẫy tay áo Bước chân loạn xạ đi ra bên ngoài. Bối Vi Nhân đi theo, hai người đỡ lẫn nhau. Bởi vì thoát lực mà tư thế của hai người trở nên rất xấu, đi một bước thì đụng vào mông một chút. "Thôi đi, pha một chút trà tinh thần uống, khôi phục thể lực rồi lại đi." Mi cắt Sa buồn bực dừng bước chân lại. Cô lấy ra một lon lá trà tinh thần từ bên trong ma cụ không gian, lại lấy ra ấm nấu sôi, thuần thục đun nước pha trà. Bối Vi Nhân vui mừng uống chén trà rồi lại đi thế là lại ngồi xuống trên mặt đất, nói chuyện phím câu được câu không với cô gái tóc xanh. Không biết bây giờ Mục Lương đang làm gì? Cô nhẹ giọng mở miệng. Ngài ấy rất bận rộn, như thế nào cũng không phải là đang ngủ. Ni Cát Sa thuận miệng nói một câu. Ai nói không thể nào chứ? Vì bối nhân biểu môi. Nhớ đến sự xinh đẹp của Hồ Tiên, có Hồ Ly Tinh kia đang ở đó, ngày ngày đi ngủ cũng đều có thể. Ni Cát Sa lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói. Mục lương sẽ không đâu, thành huyền vũ đã đến thành y lê, sẽ có rất nhiều chuyện cần phải làm, có thể mấy ngày rồi ngày ấy cũng chưa ngủ giấc nào. Chuyện này cũng phải. Bối vi nhân ngáp một cái. Mi cắt ra thần xui quỷ khiến hỏi một câu. Ngươi nhớ mục lương rồi. Sao có thể chứ? Lông mày của bối vi nhân giật giật. Cô quay đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm. Ta nhớ hắn làm gì chứ? cũng phải. Mi Cát xa thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục pha trà. Ùng ụt ùng ụt. Nước nhanh chóng sôi lên, nàng ném một nắm lá trà vào trong ấm, sau đó đập nắp lên trong vòng một phút. Cạch. Bối vi nhân cầm lấy chén trà, cầm lấy chén nước trà mà cô gái tóc xanh đổ ra, mùi trà thanh mát xông vào mũi, lập tức khiến cho cô có tinh thần hơn rất nhiều. Cô nhẹ nhàng thổi thổi nước trà, sau đó nhấp một miếng, một cổ khí xông thẳng lên não, xua tan đi nhiều mệt nhọc thật là thoải mái. Ni Cát Sa mở hí nửa đôi mắt, cảm nhận nước trà từ yết hầu chảy thẳng xuống. Bối Vi Nhân đặt chén trà xuống, cảm thán nói: Ta bắt đầu nhớ Thành Huyền Vũ rồi. Ta cũng vậy, nhanh chóng làm xong là có thể sớm trở về rồi. Ni Cát Sa lại rót cho mình một ly trà nóng. Bối Vi Nhân lắc đầu, thở dài nói: Không nhanh như thế đâu xây khu buôn bán còn khó hơn so với trong tưởng tượng của ta, có lẽ thời gian một tháng cũng không đủ. Vậy thì hai tháng, sớm muộn gì cũng có thể xây dựng xong. Ni Cát Sa giải sầu nói. Cũng chỉ có thể như thế thôi. Bối vi nhân chậm rãi gật đầu, đứng lên, vỗ bụi ở trên tay và trên quần áo, hô lên. Đi thôi, quay về. Được. Ni Cát Sa thu ấm nước và chén trà vào trong không gian chứa đồ phía trên biển mây mênh mông phi thuyền vận chuyển đang bay với tốc độ đều đều phi thuyền khổng lồ được bao phủ bởi vỏ ngoài lưu ly ngăn chặn khí cực lạnh của trời cao ở trên cao đồng thời cũng khiến cho máy hơi nước tản ra nhiệt độ mát mẻ tận hết khả năng để bảo vệ bên trong chiếc thuyền trên bông thuyền hai tay cầm vũ chống lên lan can đôi mắt xinh đẹp đang nhìn về phía trước ánh nắng lúc này có chút chói mắt đạp 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 đại nhân cầm vũ buổi chiều là có thể đến thành y lê rồi nhân viên công tác đi lên phía trước báo cáo công việc đã biết cầm vũ nhẹ nhàng gật đầu rồi suy nghĩ một chút hơi nghiêng đầu ra lệnh thông báo xuống dưới tất cả mọi người tiến vào tình trạng báo động trước khi đến thành huyền vũ đều phải duy trì cảnh giác sắp đến thành y lê tất cả mọi chuyện đều phải cẩn thận vâng tinh thần của nhân viên công tác chấn động cung kính đáp lại đông 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 trống trận bị gõ lên tiếng trống đinh tai nhất óc quanh quẩn ở trên phi thuyền thành phòng quân đang nghỉ ngơi liền vội vàng mặt khôi giáp vào cầm trong tay tên nỏ và trường cung đâu vào đấy đi đến trên bông thuyền cầm vũ nhìn vào thành phòng quân đang bắt đầu chạy đến trong lòng sinh ra một cảm giác tự hào những chuyện này đều là do bản thân cô bồi dưỡng ra trong vòng mấy phút ngắn ngủi nhóm thành phòng quân và các binh sĩ không quân đã bày trận sẵn sàng đón quân địch có thể ứng phó nguy hiểm phát sinh tùy lúc Cầm vũ hài lòng gật đầu, tiến hành một vòng nói chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời đã chậm rãi ngã về hướng Tây. Cùng cực cùng cục. Lúc này, cầm vũ liếc nhìn qua thời gian, lúc này là 3 giờ chiều, mặt trời vẫn to lớn như trước, nhưng đứng trên bông thuyền lại không cảm thấy nóng, thậm chí còn có chút mát lạnh. Binh sĩ giơ ống nhòm quay đầu lại hô lên. Đại nhân, phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy biển khơi rồi. Cầm vũ trầm giọng nói giảm độ cao xuống xuống dưới phía tầng mây vâng người phụ trách phi thuyền cung kính đáp lại xoay người đi về phía khoang điều khiển không lâu sau tiếng ồn ào của phi thuyền vận chuyển trở nên lớn hơn bắt đầu giảm độ cao xuống cầm vũ vẫn đứng ở đầu thuyền như cũ cảm giác mất trọng lượng từ dưới chân truyền đến ngay sau đó mây mù cắn nuốt lấy chiếc phi thuyền cũng không qua bao lâu phạm vi nhìn trước mắt của cô đã khôi phục lại rõ ràng nhìn thấy biển lớn ở phía xa xa và đại địa mênh mông không lâu sau đó cô nhìn thấy những ngọn núi ở phía trước thành y lê đồng thời cũng nhìn thấy huyền vũ ở trên biển rộng trở về rồi ánh mắt của cầm vũ lóe sáng lên người phụ trách tiến lên xin chỉ thị đại nhân có cần bay vòng không cầm vũ quét mắt qua thành y lê giọng nói lạnh lẽo không cần chuyện này người phụ trách há há miệng nếu như cứ như thế mà từ bầu trời của thành y lê bay qua, có lẽ sẽ xảy ra xung đột đó. Cầm vũ lạnh lùng nói. Cũng không phải là bay qua dưới tầng mây thấp, sợ gì chứ. Vâng. Sắc mặt của người phụ trách nghiêm trang lên, giơ tay lên cung kính hành lễ. Đôi mắt xinh đẹp của cầm vũ hơi rũ xuống, khôi giáp lôi đình ở trên người cô lóe lên ánh sáng màu tím. Cơ thể của cô nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở trên lan can, hai tròng mắt nhìn chầm chầm vào thành y lê. Phi thuyền vận chuyển nhanh chóng từ trên các ngọn núi bay qua, dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Trương Thúc và Tô Lâm Y Tư đứng trước căn cứ hầm mỏ, phía sau còn có một đám người mặc quần áo màu đen đi theo, bọn họ lúc này đều đang ngước mắt lên nhìn chăm chú vào phi thuyền vận chuyển từ trên đỉnh đầu bay qua. Bọn họ mới cùng với thành huyền vũ hoàn thành giao dịch trở về, mang toàn bộ khoáng thạch giao dịch thành thức ăn và quần áo. Điện hạ, cẩn thận. Sắc mặt của Trương Thúc nghiêm túc nói. Tô Lâm y tư há môi hồng ra nhưng không nói gì, ánh mắt tràn đầy rung động mà nhìn chăm chú vào phi thuyền ở phía xa xa. Cô thở dài nói. Đó là cái gì? Trương Thúc trầm giọng nói. Nhìn thì là ma cụ phi hành, phương hướng tiến về phía trước này, là đến thành Y Lê hay thành Huyền Vũ, hay đi ngang qua. Không rõ lắm, nhưng ta đoán chắc là đến thành Huyền Vũ. Tô Lâm y tư suy đoán nói. Trương Thúc thấp giọng nói. Ta phái người đi hỏi thăm một chút. Từng. Tô Lâm y tư gật đầu. Cô nhìn chăm chú vào phi thuyền ở phía xa xa, trong lòng càng thêm chắc chắn nó là của thành huyền vũ, trong lòng do dự về chuyện kia lại càng thêm dao động. Bên trong thành Y Lê, nơi vương cung ở nội thành. Quốc vương của Lan Lư Ba có cảm tưởng mà đi ra khỏi cung điện, sắc mặt hắn ta nghiêm túc nhìn chầm chầm vào phi thuyền vận chuyển đang bay qua ở trên bầu trời. Âm thanh lạnh lẽo của hắn ta vang lên ma cụ phi hành, thế lực của phương nào. Kỵ sĩ trưởng và công tước Mạch tang cũng đi theo ra ngoài, bị phi thuyền khổng lồ làm cho chấn động. Công tước Mạch tang suy đoán nói, hướng bay kia là bên bến tàu có thể là đến thành huyền vũ. Bệ hạ, có cần đánh nó xuống không? Kỵ sĩ trưởng nhìn về phía quốc vương, ánh mắt mang theo ý hỏi. Hừ, cho dù có phải là thành huyền vũ hay không, cũng quá không xem ai vào mắt rồi. Lan Lư Ba tức giận mở miệng, đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Ánh mắt của hắn ta hừng hực, đây chính là ma cụ phi hành đó, món đồ vô cùng hiếm có. Kỵ sĩ trưởng và công tước mạch tan liếc nhìn nhau, đây là muốn đánh sao? Mau đưa ta lên trên. Tên quốc vương hít sâu một hơi, cơ thể đầy thịt béo rung lên, cơ thể bắt đầu căng thẳng. Hắn ta điều động khí huyết của toàn thân, vóc người trở nên to lớn hơn, có thể nói là khác biệt giữa trước khi tập thể hình và sau khi tập thể hình ánh mắt của công tước mạch tan lóe sáng lên được nguyên tố gió ở quanh người hắn bắt đầu dâng lên sau đó dựa vào gió trong không khí mà nổi lên một trận gió lớn nâng lan lư ba lên trên cao trực tiếp bay về phía phi thuyền vận chuyển công tước mạch tan nghiêng đầu hỏi kỵ sĩ trưởng ngươi có muốn đi không kỵ sĩ trưởng chậm rãi lắc đầu sắc mặt hắn trầm trọng nói không, ta cứ luôn cảm thấy bất an." Mạch Tang nhếch miệng lên, cau mày nói. "Vậy sao ngươi còn khuyên bệ hạ ra tay? Ngươi không phát hiện ánh mắt tham lam của bệ hạ sao, ta chỉ là cho hắn một lý do để ra tay thôi." Kỵ sĩ trưởng biểu môi nói. Công tước Mạch Tang trầm mặt, ánh mắt tham lam của quốc vương Lan Lư Ba không có cách nào để che giấu. Hai người ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời. Phi thuyền đã đến gần Lan Lư Ba, đồng thời người trên phi thuyền cũng đã phát hiện ra hắn ta. Đại nhân, có người đang đến gần. Ta biết rồi. Cầm vũ đã nhìn thấy tên quốc vương, khí thế của đối phương hung hăng, khí thế của cấp chính phóng ra ngoài, hiển nhiên là người đến không có ý tối. Cạch 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 cạch. Cầm vũ đội mũ giáp lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào quốc vương Lan Lư Ba đang đến gần, điện quang hồ màu tím ở bên ngoài của khôi giáp nhảy lên các hạ thật là uy phong lang lư ba dựa vào gió mà đứng lên ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào cầm vũ cô hờ hững bảo chỉ là đi ngang qua hừ ta thấy không phải là đi ngang qua đâu là cố ý khiêu khích hắn ta lạnh lùng nói cầm vũ không kiêu ngạo không nịnh nọt như cũ nói các hạ hiểu lầm rồi bớt nói nhảm ở lại đây đi khí thế của lang lư ba bột phát ra khắp người trực tiếp áp về phía cầm vũ. Cầm vũ không nói hai lời, giơ tay lên ngưng tụ ra một trường mâu lôi điện, dùng hết toàn lực quẳng ra ngoài, xông thẳng đến khuôn mặt của Lan Lư Ba. Bây giờ, thực lực của cô đã là cấp 8 đỉnh phong, khoảng cách đến cấp 9 chỉ là thiếu một bước chân vào cửa, sau khi mặt khôi giáp lôi đình lên, có thể có năng lực đánh một trận cùng với cường giả cấp 9 sơ cấp. Ma Pháp Sư Hệ Lôi Sắc mặt của tên quốc vương ngưng trọng, vội vàng tránh khỏi sức gió ánh mắt của cầm vũ nhìn xuống hắn ta kiêu ngạo nói bọn ta không có ý nổi lên va chạm với các hạ nhưng cũng sẽ không sợ ngươi sắc mặt của cầm vũ lạnh lùng tia sấm sét màu tím ở trên khôi giáp vẫn đang nổ vang sắc mặt của lan lư ba lạnh xuống cảm thấy có chút vướng tay vướng chân trước khi ra tay không biết cầm vũ là ma pháp sư hệ lôi hơn nữa thực lực cũng không yếu phải biết rằng thực lực của ma pháp sư hệ lôi là vô cùng khủng bố cho dù là đỏ sức với người ở gần cũng có khả năng bị lôi điện đánh cho trọng thương quốc vương lan lư ba nhìn thấy huyền phù của phi thuyền vận chuyển trong lòng sinh ra một kế hoạch hừ làm nhục ta nhất định phải trả giá thật lớn hắn ta cười mỉa một tiếng cơ thể bắn ra bay thẳng đến tu bin quạt gió của phi thuyền vận chuyển cầm vũ nhíu mày cơ thể theo sát mà xông ra ngoài bởi vì tốc độ quá nhanh mà để lại tại chỗ một hư ảnh màu tím Hai tròng mắt của cô hiếp lại, ánh sáng màu tím từ đuôi mắt bay ra, giơ tay lên bắt lấy hư không, sấm sét màu tím ngưng tụ mà đến, hợp thành một cây roi dài. Chán 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 chán. Cút ngay cho ta. Cầm vũ ném cây roi dài ra, tiếng xé gió nổ vang, tốc độ cực nhanh mà ném về phía Lang Lư Ba. Tên quốc vương này bị dọa một trận, đây là ma pháp gì vậy chứ, tại sao không tụng mà lại trực tiếp phát ra? Hắn ta chỉ có thể từ bỏ sông về phía trước đạp gió mà rút lui về phía sau. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Dưới mặt đất, sắc mặt của công tước mạch tan nghiêm trọng lại, ma pháp bay lượng mà hắn phụ giúp ở trên người của quốc vương Lan Lư Ba đã biến mất. Kỵ sĩ trưởng cao mày lên, trầm giọng nói. Thật là mạnh. Trong lòng hắn cảm thấy may mắn, vì đã không tùy tiện cùng với quốc vương bay lên trời. Công tước mạch tan giơ tay niệm thần chú, nhỏ giọng niệm chú ngữ, cách bầu trời lại phụ giúp ma pháp bay lượn trên bầu trời lan lư ba chật vật tránh né nếu như bị cây roi dài đánh trúng một cái thì cũng đủ cho hắn uống một chậu rồi chán 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 cầm vũ trầm tĩnh hơi chuyển động ý niệm trong tay ngưng tụ ra được cây roi quan điện nổ vang trở nên càng to lớn hơn thế tiếng công đột nhiên nhanh hơn khiến cho quốc vương lan lư ba ứng phó mệt mỏi hắn ta có nỗi khổ nhưng không nói được trên bầu trời cũng không phải là chiến trường chính của hắn ta đối phương còn là ma pháp sư hệ lôi bản thân căn bản là không thể đến gần được khổ không thể tả còn đánh không cây roi ở trong tay cầm vũ dừng lại lạnh lùng nhìn về phía tên quốc vương cả hai đều không làm được gì đối phương da mặt của lan lư ba đã rung lên bây giờ nói không đánh nữa thì cũng quá mất mặt rồi bên dưới còn dân trong thành của hắn nhìn vào nếu như tiếp tục đánh thì rất có thể sẽ thua đến rất khó xem cũng không bù đắp đủ cái mất đáng chết sợ ngươi sao quốc vương lan lư ba cắn răng lại điều động khí huyết da dẻ chậm rãi đỏ ửng lên phanh, phanh 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 dưới chân hắn ta dùng lực đạp gió bay thẳng về phía cầm vũ muốn thử tiếp cận cô để xem có thể tìm cơ hội phản kích gần hay không ánh mắt cầm vũ hiện ánh sáng lạnh lẽo muốn đánh cận chiến với bản thân không tránh khỏi ý nghĩ quá kỳ lạ rồi Cây roi trong tay cô tán đi, ánh sáng trên khôi giáp lôi đình của cô rực lên, tia sét dài 5-6 mét phục ra. Quốc vương Lan Lư Ba cứng rắn đột nhiên ngưng lao về phía trước, nhìn thấy sấm sét bao phủ của cầm vũ, nhếch miệng lên, cái này thì phải đánh như thế nào? Hắn ta cắn răng nghiến lợi nói. Không đánh nữa. Mau cút đi. Cầm vũ kiêu ngạo nói. Hừ, ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì không đánh nữa sao? Ngươi còn muốn như thế nào? Lan Lư Ba cho mày lại, sắc mặt hắn càng ngày ngày khó nhìn. Cầm vũ hất cầm lên, gằn từng chữ. Bồi thường, 10 viên tinh thạch ma thú cấp 8. Không bằng ngươi đi cướp đi. Quốc vương Lan Lư Ba tức giận lên tiếng. Hai người chỉ là dò xét giao thủ một chút, liền phải bồi thường 10 viên tinh thạch ma thú cấp 8, chuyện này so với cướp giật thì chẳng có khác biệt gì cả. Ta đây chính là cướp đó. Đôi mắt xinh đẹp của cầm vũ hiếp lại, giơ tay ra nhắm ngay hắn ta, nguyên tố sấm sét ở trong không khí bắt đầu chuyển động. Hắn ta có loại dự cảm bất thường, có cảm giác mà ngẩng đầu lên, một đạo lôi trụ to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ về phía hắn. Sắc mặt của hắn ta thay đổi lớn, vội vàng nghiêng mình tránh đi, nhưng tốc độ của hắn ta sao có thể nhanh hơn lôi điện được chứ, cuối cùng cánh tay trái vẫn bị lôi trụ bao phủ. A a a a a a a. Quốc vương Lan Lư Ba thảm thiết kêu lên, sấm sét ở trên người hắn ta nhảy lên, cơ thể hoàn toàn bị tê dại, tay trái suýt chút nữa thì biến thành than cốc. Cơ thể của hắn ta lắc lư, ý thức mơ hồ một lúc. Bệ hạ. Công tước mạch tan không nhịn được nữa, vội vàng thi triển ma pháp bay lên trời. Hắn lấy ma dược trị thương ra, nhét vào trong miệng của Lan Lư Ba chỉ còn một tia ý thức. Khụ 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 khụ. Cơ thể của tên quốc vương kia bắt đầu run rẩy, ma dược ở trong người tan ra, thương thế nhận được khống chế rất tốt. Hắn ta là cường giả cấp chính, khí huyết kinh người, cơ thể tê dại đã khôi phục trong nhanh chóng. Bệ hạ, người không sao chứ? Công tước mạch tan quan tâm hỏi. Hắn ta không thể không ra tay, nếu không sau khi chuyện này qua thì quốc vương Lan Lư Ba nhất định sẽ tìm hắn để gây chuyện, thậm chí là muốn mạng của hắn. Tên quốc vương không nói gì, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cầm vũ vẫn giơ tay lên như cũ, hờ hững hỏi, tiếp tục đánh, hay bồi thường. Quốc vương Lan Lư Ba ngẩng đầu lên, tức giận nói. Các hạ đừng có quá đáng. Ta quá đáng. Chân mày của cầm vũ hơi nhăn lại. Cô không nói thêm nữa, nguyên tố sấm sét ở trong không khí lại dãy động lên, tùy lúc lại cho hắn ta một kích. Ông 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 ông. Không thanh không tiếng, một bóng dáng xuất hiện ở trên bầu trời, đứng giữa cầm vũ và lang Lư Ba. Mục lương con ngươi của lan lư ba co rút lại đúng vậy một lương đến rồi cầm vũ nhìn thấy người đến thu lại tia sét trên người cung kính giơ tay lên cúi chào thành chủ đại nhân cử động này của cô trực tiếp khiến cho trong lòng của lan lư ba và mạch tang hơi hồi hộp xảy ra chuyện gì sắc mặt bình tĩnh của một lương quét mắt liếc qua ba người cầm vũ hời hợt nói bọn họ đột nhiên công kích phi thuyền vận chuyển ta liền kháng tự quốc vương lang lư ba hơi há miệng nói không ra những câu phải bác dù sao thì đây cũng là sự thật mục lương xoay người nhìn về phía lang lư ba giọng bình tĩnh hỏi các hạ là muốn khai chiến với thành huyền vũ của ta sao không là do các ngươi mạo phạm ta trước hắn ta cắn răng nghiến lợi mạo phạm mà ngươi nói là phi thuyền bay qua trên bầu trời của thành y lê sao mục lương hỏi ngược lại đúng vậy Thái độ của lang Lư Ba cường ngạnh lên. Khóe miệng của Mục Lương khẽ mỉm cười, kiêu ngạo nói. Kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm giặc, phi thuyền của ta muốn bay thế nào thì bay thế đó, ngươi có ý kiến thì cũng phải nín lại cho ta, trừ phi là ngươi đánh thắng ta. Ngươi ngươi ngươi. Tên quốc vương trợn to đôi mắt. Không phục sao. Con ngươi màu đen của Mục Lương bắt đầu thâm thúy. Da mặt của quốc vương lang Lư Ba căng thẳng lên, chỉ có thể nuốt hai chữ không phục về lại trong bụng. Đừng cho là ta không biết suy nghĩ của ngươi. Đôi mắt thâm thúy của một lương phản phất có thể nhìn thấu lòng người. Anh biết, hắn ta nhìn trúng phi thuyền, cái gọi mạo phạm chỉ là mượn cớ mà thôi. Lan lư ba trầm mặt xuống. Trở về đi. Một lương nghiêng đầu nhìn qua cầm vũ. Vâng. Cầm vũ cũng không quay lại bong tàu, mà là tiếp tục tiến hành mệnh lệnh. Mục lương nhìn về phía Lan Lư Ba, lạnh nhạt nói. Mười viên tinh thạch ma thú cấp 8, trước ngày mai mang đến thành huyền vũ. Không. Hắn ta há miệng. Hắn ta rất muốn từ chối, nhưng vừa nghĩ đến tình trạng cơ thể của mình và thực lực của Mục lương, chỉ có thể nghiến răng nuốt trở về trong bụng. Mục lương lạnh lùng nhìn vào hắn, xoay người biến mất tại chỗ. Phi thuyền vận chuyển cực lớn bay qua quần đảo và hướng về phía thành huyền vũ trước ánh mắt của mọi người phi thuyền không có dừng lại ở sân hải quan mà là bay về phía sân bay ngay khi nó rơi xuống mục lương đã xuất hiện ở bong thuyền mục lương cầm vũ tháo mũ giáp cất bước tới nghênh đón khi có người ngoài thì cô sẽ gọi mục lương là đại nhân lúc không có người ngoài vẫn sẽ dùng tên như bình thường theo như lời của mục lương thì bọn họ đều là bạn bè vì vậy không cần phải khách sáo anh không đợi cầm vũ giải thích mở miệng khen ngợi trước Ngươi làm rất tốt." Cầm Vũ sửng sốt một chút, khóe môi hơi cong lên. "Vậy ta an tâm rồi. Nói cho ta tình huống kỹ càng hơn đi." Mục Lương Ôn Hòa nói. Cầm Vũ gật đầu rồi kể lại chuyện đã xảy ra. Anh nghe xong, quan sát cô, cảm thán nói: "Thực lực của ngươi đã mạnh hơn rất nhiều, trong thành Huyền Vũ này thì ngươi chỉ đứng sau ta thôi." Cầm Vũ dịu dàng nói tất cả là nhờ công lao của quả sinh mệnh và quả tinh thần. Cô ăn quả sinh mệnh hái từ trà thụ sinh mệnh cấp 11 bởi vậy thực lực gia tăng rất nhanh, bình thường còn thường xuyên ăn quả tinh thần từ cấp 8 đến cấp 10, cho nên thực lực tăng nhanh là chuyện nằm trong dự kiến. Nhưng ngươi phải nhớ nỗ lực cường hóa cơ thể." Mục Lương gật đầu dặn dò. "Ta biết rồi." Cầm Vũ mỉm cười. "Anh lại hỏi. Có thu hoạch gì ở thành Thiên Bình không?" Cầm Vũ đáp lại ngay. Thành chủ Thành Thiên Bình không có thất tính, hàng hóa đưa đi hắn đều lấy hết, tinh thạch ma thú cũng được thu hồi đầy đủ, tất cả đều ở trong khoang thuyền. Mục Lương quay đầu hỏi, "Hắn có nhắc đến lần giao dịch tiếp theo không? Hắn muốn đến Thành Huyền Vũ, sau đó sẽ cân nhắc quyết định muốn giao dịch lần nữa hay không?" Thành chủ Thành Thiên Bình rất tò mò về Thành Huyền Vũ, hơn nữa cảm thấy vô cùng hứng thú với Thành chủ Thành Huyền Vũ luyện khí sư có thể tiếp nhận yêu cầu định chế ma cụ cấp cao của người ngoài sẽ trông như thế nào? Ta đã biết. Mục Lương gật đầy rồi trầm tư một lúc. Anh lại giơ cầm lên, ôn hòa nói: mang ta đi kho hàng. Được. Cầm Vũ xoay người đi đến cửa dẫn vào buồng nhỏ trên tàu. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Cầm Vũ kể về những chuyện mình đã chứng kiến được ở thành Thiên Bình. Mục Lương thì nói về việc xảy ra ở thành Y Lê cuối cùng mới nói tới chuyện diễn luyện quân sự. Diễn luyện quân sự. Cầm vũ kinh ngạc nhìn về phía mục lương. Anh gật đầu nói. Từ, nó có thể đề cao năng lực tác chiến của nhóm thành phòng quân, xem như là diễn luyện sớm cho chiến tranh. Cầm vũ như suy nghĩ gì đó rồi nói. Ta hiểu được, xem ra ta cần thời gian làm chuẩn bị. Mục lương duỗi ba ngón tay ra, nói. Ba ngày, ba ngày nữa sẽ bắt đầu diễn luyện quân sự được ta sẽ chuẩn bị tốt cầm vũ nhẹ nhàng gật đầu hai người đi tới kho hàng cất giữ tinh thạch ma thú trước cửa ra vào còn có thành phòng quân canh giữ thành chủ đại nhân đại nhân cầm vũ thành phòng quân vội vàng cung kính hành lễ ừ mở cửa đi anh ngước mắt ra hiệu vâng thành phòng quân xoay người mở cửa khóa đồng thời đẩy cánh cửa nhà kho nặng nề ra mục lương và cầm vũ đi vào bên trong là từng rương lưu ly được chất đóng, bên trong đựng đầy tinh thạch ma thú. Cầm vũ đi lên trước và mở rương thứ nhất, lộ ra tinh thạch ma thú bên trong. Đôi mắt của một lương tỏa sáng, giống như là nhìn thấy vô số điểm tiến hóa. Anh đi lên và đưa tay lần lượt vất qua từng rương lưu ly, đồng thời ra lệnh trong đầu. Hệ thống, chuyển hóa tinh thạch ma thú thành điểm tiến hóa. Ken. Chuyển hóa thành công. Ken. Chuyển hóa thành công. Theo động tác của Mục Lương, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên trong đầu hắn. Cầm Vũ canh giữ ở trước cửa kho hàng để tránh có người quấy rầy đến anh, đồng thời cũng không cho người ngoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong. 4, 5 phút sau, Mục Lương đã hoàn thành chuyển hóa tất cả tinh thạch ma thú thành điểm tiến hóa. Anh hơi nhúc nhích ý niệm, mở ra giao diện thuộc tính bốn chiều của mình. Thuần dưỡng sư, Mục Lương. Thể lực: 4902.2.

Tốc độ thoái hóa gấp 8 lần, cấp 8. Ý thức cụ hiện, cấp 8. Khống chế nguyên tố bóng tối, cấp 8. Xem thêm. Động vật thuần dưỡng. Thú điều khiển thời gian 8 vàng thiên phú, tốc độ thoái hóa gấp 8 lần, cấp 8. Thú điện mộng thiên phú, ý thức cụ hiện, cấp 8. Thú ám ảnh thiên phú, khống chế nguyên tố bóng tối, cấp 8. Xem thêm. Thực vật thuần dưỡng. Nắp ấm dụ dỗ thiên phú, con rối hộ vệ, cấp 7. Xem thêm. Khóe môi của một lương dương lên, tâm trạng vui vẻ. 31 tỷ điểm tiến hóa, lại tiến gần mục tiêu 100 tỷ thêm một bước rồi. 31 tỷ điểm tiến hóa này không bao gồm thu nhập của phố buôn bán trong những ngày gần đây. Hồ Tiên quá bận rộn, đến bây giờ vẫn chưa tiến hành thống kê chi tiết thu nhập của phố buôn bán, cho nên không có vận chuyển tinh thạch ma thú đến khu trung ương. Chờ quốc vương Lan Lư Ba đưa tới 10 viên tinh thạch ma thú cấp 8 bồi thường vậy thì anh sẽ có thêm một tỷ điểm tiến hóa nữa. Nghĩ tới đây, tâm trạng của một lương càng thêm vui vẻ. Ai, xem ra ta muốn quá ít. Anh đột nhiên cảm thấy lúc trước mình nên đòi Lan Lư Ba tiền bồi thường nhiều hơn. Cầm vũ thấy anh ngẩn người, không khỏi lên tiếng hỏi. Mục lương, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Không có việc gì. Mục lương lấy lại tinh thần, anh chắp tay sau lưng nói với giọng rõ ràng đi thôi cầm vũ không hỏi nhiều đi theo anh rời đi kho hàng và bước ra khoang phi thuyền anh quay đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh ôn hòa nói ngươi trở về nghỉ ngơi đi công tác báo cáo để ngày mai lại nói được cảm ơn cầm vũ gật đầu cô chuẩn bị trở về quân doanh xem các binh sĩ huấn luyện như thế nào rồi đúng rồi cái này cho ngươi một lương chợt nhớ tới cái gì đó, anh lật tay một cái, lấy ra một hộp lưu ly từ trong không gian tùy thân. Đây là cái gì? Cầm vũ nghi ngờ vương tay tiếp nhận hộp lưu ly. Một lương ôn hòa nói. Nó là ma cụ không gian. Cầm vũ chớp mắt, nàng tò mò mở hộp ra, khi nhìn thấy một con búp bê lưu ly thì không khỏi sửng sốt một chút. Trong hộp có một con búp bê làm bằng lưu ly đang nằm yên tĩnh, ngoại hình của nó rất giống cô, có thể nhìn ra từ một số chi tiết ngươi không thích à mục lương nhướng mày nếu không thích vậy thì quên đi anh vừa nói vừa vươn tay ra không ta rất thích cầm vũ vội vàng ông chặt hộp lưu ly gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vội vàng lùi lại một bước ngươi khải linh đi để ta xem có vấn đề hay không mục lương cười nói để ta thử cầm vũ đáp cô cẩn thận lấy ra búp bê lưu ly, nặng một giọt máu ở đầu ngón tay rồi nhỏ xuống lỗ nhỏ trên đỉnh đầu búp bê. Ông! Giọt máu vừa chạm vào tinh thạch ma thú trong búp bê thì nhanh chóng bị hấp thu, quá trình Khải linh bắt đầu. Cầm vũ nhìn chầm chầm không hề chớp mắt, giống như là sợ bỏ lỡ cái gì đó. Qua một lúc, ma cụ không gian phát sáng trở lại bình thường, ngụ ý khải linh đã thành công. Thành công. Mục lương mỉm cười nói. Mục lương, cảm ơn ngươi, ta rất thích món quà này. Cầm vũ cảm động nói. Ngươi thích thì tốt rồi, không cần nói cảm ơn đâu. Mục lương cười một tiếng, vương tay gõ trán cô gái trước mắt theo thói quen. Cầm vũ không có trốn tránh, ánh mắt lấp lóe. Cô vừa mới bị tán tỉnh sao. Bên ngoài thành y lê, trong căn cứ hầm mỏ ở khu vực khai thác quặng thép tím. Trong hầm mỏ, Tô Lâm Y Tư và Trương Thúc ngồi quanh đống lửa, hai người nắm xiên thép, một đầu xiên khoai lang và nướng ở trên lửa. Đông đốt. Tia lửa bắn tung tóe, mặt ngoài của khoai lang đã bị đốt đen. Nó chín chưa? Tô Lâm Y Tư mấp máy môi hồng. Chắc chưa đâu, chúng ta chỉ mới nướng 5 phút thôi. Trương Thúc quay đầu nhìn đồng hồ cát. Đồng hồ cát là do hồ tiên tặng, như vậy sẽ dễ dàng nắm giữ việc khống chế lửa hơn. Vậy thì nướng thêm một lúc nữa đi. Tô Lâm Y Tư Kiên nhẫn xoay tròn xiên thép trong tay. Cô quay đầu nhìn về phía sau lưng, sâu trong quặng mỏ, các nô lệ ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm khoai lang ăn sống. Áo Nhĩ Mạn và áo Nhĩ Na cũng đang ăn khoai lang, quai hàm hơi phồng lên giống như hai con ham sơ. Chị, món này ăn ngon thật đấy. Áo Nhĩ Mạn nhỏ giọng nói. Ừ, trước giờ ta chưa từng ăn qua. Áo Nhĩ Na chậm rãi gật đầu. Nghe bọn họ nói hình như thứ này mua từ thành huyền vũ áo nhĩ mạng quay đầu hỏi chị ngươi có bao giờ nghe nói về thành huyền vũ không cổ họng của áo nhĩ na nhấp nhô cô nhìn thoáng qua tô lâm y tư ngồi bên cạnh đống lửa lắc đầu nói không có chắc không thuộc về vương quốc lang lư ba chị chúng ta phải làm sao bây giờ áo nhĩ mạng nhỏ giọng nói cái gì là làm sao bây giờ áo nhĩ na nhìn em gái áo nhĩ mạng phòng miệng nhỏ thấp giọng nói làm thế nào chạy khỏi đây áo nhĩ na thở dài buồn khổ nói chỉ sợ là không thể trốn thoát được mặc dù các cô đã được cứu nhưng rất khó khôi phục tự do những người trước mắt rõ ràng là không dễ chọc ta muốn gặp mẹ áo nhĩ mạng cúi đầu lúc này khoai lang trong miệng không ngon như trước nữa ta cũng vậy đôi mắt của áo nhĩ na đỏ hoe Cô và em gái được nhận nuôi, người nhận nuôi các cô là một phụ nữ sống ở xóm nghèo, bây giờ người đó đã là một bà lão. Cơ thể của mẹ vẫn luôn đau bệnh, chúng ta biến mất gần 2 tháng rồi, nhất định mẹ sẽ rất lo lắng, chúng ta nên làm sao đây? Áo nhĩ mạng thấp giọng nói. Áo nhĩ na yên lặng lắng nghe em gái nói, tâm trạng càng ngày càng không xong. Trước đống lửa, lực chú ý của tô lâm y tư đều dừng ở trên khoai lang nướng. Trương thúc chớp mắt, há miệng muốn nói lại thôi đông đốt đầu gỗ bùng cháy tia lửa bắn tung tóe chắc chín rồi tô lâm y tư dời xiên thép ra xa đống lửa vỏ ngoài của khoai lang đã khô khốc và cháy xém phù 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 cô thổi mạnh mấy cái muốn cho khoai lang mau chóng ngồi xuống điện hạ cẩn thận kẻo bỏng trương thúc nhắc nhở một câu ta biết mà tô lâm y tư thuận miệng lên tiếng cô lắc mạnh xiên thép qua lại để tạo ra gió làm nguội khoai lang nướng. Nhưng cô lại không khống chế lực đạo tốt, khoai nướng đã bay ra khỏi xiên thép, sau một vòng cung xinh đẹp thì rơi xuống trước mặt hai chị em áo nhĩ na. Phanh Áo nhĩ mạng và áo nhĩ na đều giật mình, nhìn chầm chầm vào củ khoai lang đen như than trước mặt. Khoai lang của ta Tô Lâm y tư kinh ngạc thốt lên rồi vội vàng đứng dậy chạy tới. Trương Thúc co giật khóe miệng, bây giờ Tô Lâm y tư không giống công chúa, lại càng không giống hoa hắc lệ mặt lạnh, cô trông như một cô bé nhà bên ham ăn hơn. Tô Lâm Y Tư ngồi xổm, dùng xiên thép chọc vào củ khoai lang đen xì, may mà vỏ ngoài của nó khá cứng cho nên không có bị nứt vỡ. May quá, vẫn còn ăn được. Cô thở vào, vươn tay nhặt củ khoai nướng lên. Ngô ngô, nóng quá đi. Đôi môi hồng của Tô Lâm Y Tư khẽ nhất, khoai lang bay từ tay phải sang tay trái, rồi từ tay trái sang tay phải, như thể là đang biểu diễn xiết nhào lộn. Trong hầm mỏ vang lên một loạt tiếng phì cười. Áo nhĩ mạng và chị gái nhìn ngây người, cô gái ngốc nghếch trước mắt thật sự là hoa hắc lệ sao. Cương mặt xinh đẹp của tô lâm y tư ửng đỏ, cô cầm củ khoai lang nướng đã nguội trở lại bên cạnh đống lửa rồi ngồi xuống. Điện hà, chú ý hình tượng. Trương Thúc bất đắc dĩ nói. Ta biết rồi. Tô Lâm Y Tư ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, động tác cẩn thận bóc da khoai lang nướng trong tay. Trăng rắc. Do thời gian nướng quá lâu, lớp vỏ bên ngoài của khoai lang đã bị đốt cháy thành than, chỉ còn lại phần thịt trong cùng là có thể ăn được. Thịt khoai vàng ruộng tỏa mùi thơm hấp dẫn, nhanh chóng lan tỏa khắp quạng mỏ và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thơm quá đi. Áo nhĩ mạng thoát khỏi sự đau buồn, đôi mắt của cô nhìn chầm chầm vào tô lâm y tư. Áo nhĩ na cũng hơi hé môi, phan miệng điên cuồng tiết ra nước bọt chúng ta nướng quá lửa rồi phần thịt gần như không còn ăn được tô lâm y tư nói với giọng điệu đáng tiếc cô gỡ những phần bị cháy đen ra và ăn phần thịt khoai lang bên trong với vẻ mặt thỏa mãn ngon quá tô lâm y tư khen ngợi không thôi trương thúc mỉm cười đưa xiên thép tới trước điện hạ ăn phần của ta đi tô lâm y tư phất tay kiêu ngạo nói không cần ta tự nướng được so với việc ăn khoai thì cô lại thích quá trình nướng khoai hơn nó khiến cô rất có cảm giác thành công được thôi trương thúc cũng không kiên trì lão nhìn ra được tô lâm y tư rất thích nướng khoai lang cục 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 trong hầm mỏ vang lên từng tiếng nuốt nước bọt tô lâm y tư quay đầu nhìn lại bắt gặp mấy chục cặp mắt sáng ngời giống như đối mặt một đàn sói đói đang chờ được cho ăn nhìn cái gì mà nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô trường lớn hoa các nô lệ lập tức quay mặt sang chỗ khác nhưng cổ họng đều lăn lộn mùi khoai lang nướng vẫn còn quanh quẩn trong mỏ tô lâm y tư hài lòng quay đầu lại và tiếp tục nướng khoai lang trương thúc không khỏi hỏi ra vấn đề vẫn luôn đè nén ở trong lòng điện hạ ngài đã suy nghĩ kỹ chưa động tác trên tay tô lâm y tư chợt khựng lại cô nước mắt yên lặng một hồi biết điều mà trương thúc nói là cái gì trương thúc thử dò xét điện hạ Ta cảm thấy có thể hợp tác với Thành Huyền Vũ, nếu không thì chúng ta sẽ không có gì cả. Ngươi cũng nghĩ ta nên hợp tác với Thành Huyền Vũ à? Tô Lâm Y Tư hỏi ngược lại. Cái này. Trương Thúc há to miệng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Lâm Y Tư khẽ hừ một tiếng. A. À. Trương Thúc sửng sốt một chút, tiếp đó mới phản ứng lại công chúa đã có quyết định rồi. Ngươi không cần kinh ngạc như vậy, Mục Lương nói rất rõ ràng ta không có cơ hội để lựa chọn. Tô Lâm Y Tư thở dài nói. Nếu hợp tác với Thành Huyền Vũ thì việc báo thù sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô còn có thể đoạt lại vương vị. Mặc dù sẽ mất đi một khu mỏ quặng thép tím nhưng vẫn tốt hơn việc trốn đông trốn tây như bây giờ. Ta chỉ kinh ngạc là Điện Hạ có thể làm ra quyết định nhanh như vậy. Trương Thúc cười khổ nói. Lão cho rằng Tô Lâm Y Tư sẽ phải cân nhắc khoảng 10 ngày nửa tháng, lại không ngờ cô bé chỉ cần hai ngày mà thôi ta không ngốc tô lâm y tư biểu môi trương thúc nói với giọng ôn hòa vậy ngày mai chúng ta đi gặp một lương để đàm phán sao ừ tô lâm y tư gật đầu cô nhớ lại ma cụ phi hành cực lớn mà mình nhìn thấy lúc ban ngày các thuộc hạ đi tìm hiểu tin tức và đã xác định ma cụ phi hành kia chính là của thành huyền vũ nếu ta cũng có một chiếc ma cụ phi hành như thế thì quá tốt rồi Cô nhẹ giọng lẩm bẩm. Trương Thúc ôn hòa nói. Khi nào Điện Hạ trở thành quốc vương thì có thể nghĩ biện pháp mua một chiếc. Chuyện đó để tính sau đi. Tô Lâm Y Tư lấy lại tinh thần, tiếp tục chuyên tâm nướng khoai lang. Trời mờ sáng, bên trong khu mỏ quặng thép tím. Tô Lâm Y Tư và Trương Thúc bước ra quặng mỏ, hai người nắm chặt áo choàng đen trên người, quyết định rời núi. Hôm nay, bọn họ muốn đi thành huyền vũ, tìm một lương nói chuyện hợp tác. Hai người rời đi khu mỏ quặng để vào thành Y Lê, mướn một chiếc xe thú chạy tới bờ biển. Cộp cộp cộc. Xe thú vòng qua nội thành, tiếp tục lao vùng vụt về phía bờ biển. Cót kép. Tô Lâm Y Tư mở cửa sổ xe và nhìn về phía nội thành. Trương Thúc nghiêm túc nói. Tiểu thư, chúng ta sẽ trở về nội thành. Sa Phu tò mò hỏi một câu. Hai vị là quý tộc ở nội thành à? Ừ trương thúc đáp có lệ một câu vậy các ngươi biết nguyên nhân hôm qua quốc vương đại chiến ma pháp sư hệ lôi sao người đánh xe tò mò hỏi cái gì quốc vương đại chiến ma pháp sư hệ lôi tô lâm y tư kinh ngạc hỏi người đánh xe cũng cảm thấy kinh ngạc đúng vậy chẳng lẽ các ngươi không biết sao không biết mau nói cho chúng ta trương thúc lấy ra một ngân tệ rồi âm thầm đưa cho hắn hôm qua Lúc bọn họ nhìn thấy phi thuyền vận chuyển thì đã trở lại quặng mỏ, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra phía sau. Được rồi. Người đánh xe nhếch miệng thu hồi ngân tệ, bắt đầu kể lại chuyện ngày hôm qua. Hôm qua trên bầu trời xuất hiện một chiếc thuyền biết bay, nó cả gan bay ngang qua không trung thành y lê. Chuyện này chọc giận quốc vương, cho nên ngài ấy bay lên đánh nhau với ma pháp sư hệ lôi kia. Vậy ai thắng? Tô Lâm Y Tư truy hỏi. Hai bên bất phân thắng bại, nhưng Bệ Hạ không có chiếm thượng phong, bị ma pháp sư hệ lôi đè một đầu, sau đó một người khác tới thì cuộc chiến mới ngừng lại. Người đánh xe tiếp tục nói. Quá mạnh. Con người của Tô Lâm Y Tư co rụt, người có thể đè đánh Quốc Vương Lang Lư Ba thì thực lực yếu nhất cũng là ma pháp sư cấp 9. Trương Thúc hỏi với sắc mặt nghiêm túc. Vậy người tới sau kia là ai? Cái này thì ta không rõ lắm, chắc là người của Thành Huyền Vũ, nhưng ta nghe thấy được lời của người đó hắn ta cười hì hì nói ngươi mau nói đi tô lâm y tư vội vã thúc giục hắn ta hắn giọng một cái bắt chước giọng điệu của mục lương mười viên tinh thạch ma thú cấp tám đưa đến thành huyền vũ trước ngày mai thành huyền vũ trương thúc và tô lâm y tư liếc nhau trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một người mục lương tô lâm y tư nhẹ giọng lẩm bẩm Người xuất hiện sau cùng kia rất có khả năng chính là thành chủ thành Huyền Vũ. Tối nay chúng ta hỏi hắn một chút." Trương Thúc thấp giọng nói. Người đánh xe còn mãi luyên thuyên, dùng ngôn ngữ miêu tả trận chiến trên không ngày hôm qua. Tô Lâm Y Tư nghe say sưa, trong đầu tưởng tượng ra một hồi đại chiến. Khi xe thú đến bờ biển thì xa phu vẫn chưa kể xong, trên mặt lộ ra vẻ chưa thỏa mãn, ước gì có thể lôi kéo Tô Lâm Y Tư và Trương Thúc lại nói tiếp một hai tiếng nữa sau khi bước xuống xe thú cô lâm y tư và trương thúc ngồi trên thuyền nhỏ chèo về phía rùa đen xa xa ven đường còn có thể thấy rất nhiều thuyền nhỏ khác tất cả đều là quý tộc và thương nhân ai nấy đều đi về phía thành huyền vũ sau khi đến bến cảng thành huyền vũ hai người không thể tiếp tục che chắn diện mạo nữa vì để phòng ngừa bị người có ý đồ chú ý tới cả hai đành phải trà trộn vào trong đám đông để tiến vào phố buôn bán thành huyền vũ sau khi bước vào phố buôn bán hai người đi ăn mì chua cây trước sau đó uống hai ly trà sữa rồi mới đến Trân Bảo Lâu. Nhưng khi cả hai vào Trân Bảo Lâu thì lại được công nhân viên thông báo rằng Hồ Tiên vẫn chưa tới. Hai vị ngồi chờ một chút, ta sẽ đi báo cho khu trung ương. Nhân viên bán hàng lễ phép nói. Hôm qua, cô đã thấy Tô Lâm Y Tư và Trương Thúc đi từ lầu 2 xuống, cho nên không dám thất lễ. Cộp cộp cộp. Nữ nhân viên nhanh chóng đi lên lầu 2. Tô Lâm Y Tư và Trương Thúc nhàm chán đi dạo Trân Bảo Lâu một vòng, sau đó thấy được rất nhiều đồ tốt khiến hai người động tâm. Lò nướng, tủ lạnh, ấm nấu nước nóng, máy phát nhạc, vân vân không có thứ nào là không hấp dẫn bọn họ. Hai người sờ soạn ví tiền xẹp lép của mình, chỉ có thể tiếc nuối dời mắt sang chỗ khác. Cộp cộp cộp. Nhân viên bán hàng đi xuống lầu 2 và đứng trước mặt hai người, mỉm cười nói. Hai vị, thành chủ đại nhân mời các ngươi đến thăm khu trung ương khu trung ương. Nó nằm ở nơi nào? Trương Thúc kinh ngạc hỏi. Nó ở trong nội thành, sẽ có người mang các ngươi đi vào, xin đợi một chút. Nhân viên này lễ phép nói. Tốt thôi. Tô Lâm Y Tư chậm rãi gật đầu. Mười phút sau, Lang Đế với đôi mắt màu nâu đi vào Trân Bảo Lâu. Ai là Tô Lâm Y Tư? Cô hô to hỏi. Là ta. Tô Lâm Y Tư tiến lên trước hai bước lan đế quan sát cô ấy gật đầu nói đi theo ta ta mang các ngươi đến khu trung ương được cảm ơn tô lâm y tư và trương thúc vội vàng đi theo ba người đi đến úng thành khi đi qua trung tâm huyền vũ cao vút thì tô lâm y tư và trương thúc đều nhìn không chớp mắt lan đế nhắc nhở khi nào rời đi thì hai vị có thể vào đó dạo chơi còn bây giờ chúng ta cần phải đến khu trung ương trước đừng để thành chủ đại nhân đợi lâu Tô Lâm Y Tư không có dị nghị, chỉ là tầm mắt vẫn luôn cẩn thận dò xét trung tâm huyền vũ cao ngất ngưỡng kia. Ba người băng qua úng thành, chính thức đi vào ngoại thành thành huyền vũ, không khí tươi mát lập tức ập vào mặt. Ở đây thật sạch sẽ. Tô Lâm Y Tư tháng phục liên tục. Cô hoàn toàn không ngờ trên lưng tiểu huyền vũ lại có một không gian bát ngát như thế, không hề thua kém thành y lê. Lan đế hồn nhiên nói. Đúng là ở đây sạch sẽ hơn thành y lê cô dẫn hai người đến nhà ga thành thạo mua vé xe lửa sau khi ngồi trong toa xe thì tô lâm y tư và trương thúc vẫn chưa lấy lại tinh thần cái này cũng là ma cụ cao cấp sao trương thúc gian nan nuốt nước bọt lan đế bình tĩnh gật đầu cô đã quen với dáng vẻ giật mình của hai người rồi trước kia là ta kiến thức thiển cận tô lâm y tư vươn tay sờ soạn chỗ ngồi hết nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải giống như một đứa bé tò mò khi xe lửa khởi động thì hai người không khỏi kinh ngạc thốt lên lần nữa, cảm thán tốc độ của nó. Nhưng cả hai không biết đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, khi thấy việc chạy nhanh với hình thể to lớn chạy ngang qua xe lửa thì cầm của hai người đều sắp rớt xuống đất. Cái kia đó là ma thú cấp 8 phải không? Trương Thúc kinh ngạc hỏi. Lan Đế giới thiệu. Đúng thế, đó là thú cưng của thành chủ đại nhân. Thú cưng. Ma thú cấp 8. Tô Lâm y tư co giật khóe miệng. Vậy bên kia là loại ma thú gì? Trương Thúc lại kinh ngạc thốt lên lần nữa, giơ tay chỉ về phía bầu trời xa xăm. Lan đế quay đầu nhìn lại, ưng lửa đang vỗ cánh bay lên không trung, có vẻ nó đang đối luyện với ai đó, nhẹ nhàng đáp. Đó là tiểu vũ, cũng là thú cưng của thành chủ đại nhân. Nếu như ta không nhìn lầm thì đó là ma thú cấp chính. Khóe mắt của Trương Thúc co quắc. Đúng rồi, thành chủ đại nhân có rất nhiều thú cưng, phần lớn đều là cấp 8 và cấp 9. Tiểu Vũ, Tiểu Thải, Tiểu Hồng đều là cấp 9. lang đế bày ra dáng vẻ biết gì nói nấy. Trương Thúc và Tô Lâm y tư hoàn toàn chấn động, tinh thần có chút hoảng hốt. Hai người liếc nhau, đáy mắt thoáng qua vẻ kiên kỵ nồng đậm. Đúng rồi, cấp bậc của Tiểu Huyền Vũ là trí tôn. lang đế nói một cách bân quơ. Những gì cô nói đều là do một lương cố ý dặn dò, mục đích là muốn cho Tô Lâm Y Tư rõ ràng một chuyện, Thành Huyền Vũ còn mạnh hơn trong tưởng tượng của cô ấy nhiều. Cấp bậc chí tôn Tô Lâm Y Tư thở dồn dập, lông tơ cả người đều dựng đứng. Khi xe lửa đến nhà ga ở cổng nội thành thì Tô Lâm Y Tư và Trương Thúc vẫn còn chưa hoàn hồn. Khi thấy thú cưng của một lương chạy khắp nơi, lại chứng kiến trà thụ sinh mệnh khổng lồ, lúc này tầm mắt và kiến thức của hai người đã bị đổi mới rất nhiều lần chỉ trong một thời gian ngắn. Lan đế thúc giục. Hai vị mau đi theo ta, chúng ta còn phải đổi sang xe thú để đến khu trung ương. Được. Cô Lâm Y Tư lấy lại tinh thần, sắc mặt nặng nề đuổi theo bước chân của lan đế. Cô đã bị trấn trụ bởi sự lớn mạnh của thành huyền vũ, đồng thời trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi, như vậy cô càng có lòng tin hủy diệt vương thất lan lư ba hiện tại. Ba người rời khỏi nhà ga thì thấy hai chiếc xe gắn máy dừng ở ven đường, còn có hai tên hộ vệ trung ương một nam một nữ đang đợi kể từ khi già lạc nghiên cứu xe gắn máy thì hộ vệ trung ương đều học tập cách lái xe đúng lúc hôm nay xe thú trong trung ương đều được phái ra ngoài nên bọn họ đành phải cưỡi xe gắn máy tới đón người a à, không có xe thú sao lan đế kinh ngạc hỏi a à thanh giải thích tiểu thư lan đế xe thú của khu trung ương đều được phái ra ngoài hết rồi cho nên hiện giờ chỉ có thể ngồi xe gắn máy thôi hiện tại người làm việc ở khu trung ương không ít rất nhiều người đều cần dùng đến xe thú tốt thôi tốc độ của xe gắn máy cũng nhanh hơn một chút lan đế thanh thúy gật đầu các hạ lên đây đi a thanh xoay người cưỡi xe gắn máy nắm tay ga và quay đầu nhìn tô lâm y tư trên mặt tô lâm y tư tràn đầy sự ngạc nhiên đây lại là loại ma cụ cổ quái nào nữa cô do dự một chút cuối cùng vẫn học động tác của a thanh để leo lên xe và ngồi phía sau nàng ta hai tay cứng ngắc không biết để vào đâu phải đội mũ bảo hiểm vào a thanh lấy một cái mũ bảo hiểm lưu ly treo ở đầu xe và đưa nó cho tô lâm y tư tầng ngoài mũ bảo hiểm làm bằng lưu ly tầng bên trong lại là cao su và tơ nhện mềm mại tô lâm y tư cầm mũ bảo hiểm xoay hai vòng khi nhìn thấy a thanh đội mũ xong thì mới vụng về học theo vị hộ vệ trung ương nam nhìn về phía trương thúc nói Các hạ, đừng ngẩn người nữa, mau lên xe Trương Thúc cũng gian chân leo lên xe gắn máy Tiếp nhận mũ bảo hiểm rồi đội vào A Thanh khởi động xe gắn máy Hơi hơi quay đầu nhắc nhở Ông chặt vào Cái gì cơ? Tô Lâm y tư sửng sốt một chút A Thanh lặp lại Ông eo của ta Cái này không tốt lắm đâu Gương mặt xinh đẹp của Tô Lâm y tư ửng đỏ, hai cánh tay mảnh khảnh luống cuốn duỗi về phía trước. Đây là ôm hay không ôm? Khóe mắt của A Thanh dưới mũ bảo hiểm nhảy lên. Tô Lâm y tư nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía cô gái tóc nâu không có lên xe, hỏi. Vậy tiểu thư Lan Đế làm sao bây giờ? Ta bay trở về. Lan Đế thuận miệng lên tiếng. Không đợi Tô Lâm y tư rõ ràng, A Thanh đã vặn tay ga, xe gắn máy phát ra một tiếng ồ ồ, tiếp đó lao tới trước như một mũi tên rầm rập. A, à. tô lâm y tư hét lên một tiếng và ôm lấy eo của a thanh theo phản xạ có điều kiện như vậy cô mới không ngã người ra sau do phản lực. đến bây giờ thì cô mới hiểu được ý của a thanh. tô lâm y tư mở mắt, quay đầu nhìn về phía bên trái, cảnh vật lướt qua nhanh chóng khiến cho người ta nhìn không rõ ràng. nhanh quá đi. cô tháng phục thốt lên. còn có thể nhanh hơn nữa. giọng nói trong trẻo của a thanh bị gió thổi tới. À, trong mắt của Tô Lâm Y Tư co rụt, tiếp đó cảm nhận được tốc độ của xe gắn máy dưới thân lại tăng vọt lần nữa. Tim cô đập nhanh hơn, tiếng thét chói tai bị gió thổi tan, cảm thụ gió lớn thổi vào người, áo choàng đen bay phấp phới. Không biết qua bao lâu thì Tô Lâm Y Tư mới cảm nhận được tốc độ trở nên chậm lại, cô ngẩng đầu nhìn thấy bức tường cao sừng sững trước mặt, sau đó là tán cây to lớn trên đỉnh đầu. Xe gắn máy ngừng lại trước cổng chính khu trung ương. Các hạ chúng ta đến nơi rồi a thanh lạnh nhạt nói a à, tốt tốt tô lâm y tư lấy lại tinh thần cơ thể cứng đờ leo xuống xe gắn máy cởi mũ bảo hiểm đưa cho a thanh so sánh với khuôn mặt sợ hãi của cô trương thúc lại hưng phấn hơn rất nhiều ngay cả sắc mặt cũng hồng hào hơn trước điện hà tốc độ của xe gắn máy này nhanh thật đấy trương thúc phấn khởi nói tô lâm y tư nghe vậy nhìn về phía a thanh xe gắn máy có bán không cái này thì cần hỏi thành chủ đại nhân a thanh lắc đầu ta đã biết tô lâm y tư gật đầu vù 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 trên đỉnh đầu có gió thổi tới lan đế biến thành phi ưng từ trên trời giáng xuống khi chỉ còn cách mặt đất một mét thì lông vũ trên người lập tức rút đi lúc chạm đất thì cô đã biến trở về dáng vẻ thiếu nữ lan đế phủi ống tay áo nhìn về phía hai người sững sờ nói đi thôi Tô Lâm Y Tư hít sâu một hơi, đè nén sự nghi ngờ trong lòng, cất bước đi theo Lan Đế vào bên trong. Khi đi vào thang vận chuyển thì nàng vẫn không nhịn được mà hỏi. Tiểu thư Lan Đế, mới vừa rồi ngươi đã thi triển ma pháp gì vậy? Lan Đế giải thích. Đây không phải là ma pháp, nó là năng lực thức tỉnh của ta. Năng lực thức tỉnh. Tô Lâm Y Tư cao mày, cô chưa từng nghe nói về năng lực thức tỉnh. Ông. Thang vận chuyển dừng ở tầng 8 khu trung ương, Lan Đế không nhiều lời nữa, mang theo hai người đi về phía cung điện. Khi đi ra thang vận chuyển, hai người Tô Lâm Y Tư ngước mắt quan sát cung điện Nguy Nga, lộng lẫy, trong lòng không khỏi cảm thán, nơi này còn đại khí và cao sang hơn cả hoàng cung thành Y Lê. Tiểu thư Lan Đế Bàn tay của vệ ấu Lan đặt trước bụng, thấy ba người Lan Đế đi tới thì hơi không lưng chào hỏi. Lan Đế nghi người nói hai vị này là khách mà thành chủ đại nhân muốn gặp ta biết mời hai vị đi theo ta vệ ấu lan nói với một thái độ không phách lối không tự ti được cảm ơn tô lâm y tư gật đầu hai người theo tiểu hầu gái tiến vào cung điện đi đến phòng tiếp khách khi bước vào phòng tiếp khách thì vệ ấu lan đưa tay ra hiệu làm phiền hai vị chờ một chút đại nhân nhà ta vẫn còn đang bận rộn một số việc nửa giờ sau sẽ tới đây ừ. Tô Lâm y tư đáp không chút để ý. Cô và Trương Thúc ngồi xuống ghế trong phòng tiếp khách, tầm mắt dò xét các vật phẩm trang trí trong phòng, tranh thủy mặt trên tường, bình sứ thanh hoa cực lớn đặt bên cạnh. Những bức họa này chắc rất đắt. Trương Thúc thấp giọng nói. Còn tốt hơn những bức tranh chữ mà cha ta cất giữ. Ánh mắt của Tô Lâm y tư có chút ảm đạm. Điện hạ. Trương Thúc thở dài. Lúc này, tiểu hầu gái bưng trà nóng, trái cây và bánh ngọt tới mùi hương nhanh chóng quét sạch sành sanh sự ưu sầu trong lòng hai người cô lâm y tư không khỏi vươn tay lấy một khối bánh ngọt tinh xảo và cho vào miệng cảm giác mềm mịn của bánh ngọt lập tức khiến đôi mắt nàng sáng ngời món này rất ngon trương thúc ngươi mau nếm thử đi hai má của cô phồng lên vui vẻ nói trương thúc cũng thưởng thức một khối bánh ngọt sau đó trong mắt lộ vẻ kinh ngạc không kém công chúa nhà mình Hai người cứ như vậy mà một ngụm bánh ngọt một ngụm trà, còn ăn hết trái cây trên khay, lúc này mới lưỡng dạ. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân có tiết tấu từ bên ngoài phòng tiếp khách truyền tới. Tô Lâm y tư và Trương Thúc liếc nhau, vội vàng lau miệng, tiếp đó ngồi thẳng lưng. Mục lương mang theo Nguyệt Thấm Lan đi vào cung điện, nói với giọng rõ ràng. Để hai vị đợi lâu rồi. Phía sau hai người còn có tiểu hầu gái Diêu Nhi. Không đâu, chúng ta chỉ mới ngồi xuống thôi tô lâm y tư đứng lên khách khí lắc đầu trên mặt còn có chút câu nệ ngồi đi mục lương đưa tay ra hiệu sau đó xoay người ngồi ở chủ vị nguyệt thấm lan ngồi ở bên cạnh đôi mắt xanh nước biển quan sát tô lâm y tư đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt tô lâm y tư nở nụ cười và gật đầu chào hỏi nguyệt thấm lan tô lâm y tư nhìn mục lương ngồi ở chủ vị suy nghĩ làm thế nào để nói về chuyện hợp tác các hạ đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Mục Lương Ôn Hòa hỏi. Tô Lâm Y Tư lên tinh thần, gật đầu nói, "Đúng vậy, ta nguyện ý hợp tác. Ngươi đồng ý với điều kiện của ta." Mục Lương hơi nhướng mày. Tô Lâm Y Tư nói với khuôn mặt nghiêm túc, "Chỉ cần các hạ trợ giúp ta báo thù thì toàn bộ khu vực khai thác khoáng thạch thép tím sẽ thuộc về Thành Huyền Vũ, ta cũng sẽ trông coi khu khai thác thay các hạ." đồng thời toàn bộ thu nhập sau khi bán thép tím đều thuộc về thành huyền vũ. Mục lương bình tĩnh nhìn cô, nghe xong nhưng lại không nói lời nào. Mục lương cắt hạ, ta nói không đúng chỗ nào sao? Tô Lâm y tư nhìn mục lương, trong lòng cảm thấy có chút lúng cuốn. Anh miễn cười, nói. Ta muốn ngươi thần phục ta. Cái gì? Đồng tử của Tô Lâm y tư co rút lại, hiển nhiên đã bị hù dọa bởi lời nói của mục lương. Anh giải thích chớ khẩn trương, vương quốc Lan Lư Ba vẫn là của ngươi, ngươi vẫn sẽ làm nữ vương. Các hạ, ta thần phục ngươi cũng không khác với việc ngươi lên làm quốc vương. Tô Lâm Y Tư Cao Mày nói. Không phải, ta lại không muốn làm quốc vương. Mục Lương nhàn nhạt nói. Anh nâng ly trà lên, hời hợt nói. Sở dĩ ta muốn ngươi thần phục ta chỉ là muốn sau này việc buôn bán của thành huyền vũ ở vương quốc Lan Lư Ba có thể thuận lợi và chịu ít lực cản hơn mà thôi. Mục Lương không có hứng thú quản lý một vương quốc, anh chỉ muốn kiếm tinh thạch ma thú càng nhiều càng tốt, cho nên anh không quan tâm việc Tô Lâm Y Tư trở thành nữ vương. Chỉ vì cái này thôi sao? Tô Lâm Y Tư ngẩn ra một chút. Trương Thúc Cao Mày không nói lời nào, lão đang nghiền ngẫm ý trong lời của Mục Lương, luôn cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Đương nhiên rồi. Mục Lương cong môi cười, thần sắc chân thành và nghiêm túc. Tô Lâm Y Tư rủ mắt suy tư anh bình thản nói ta sẽ không can thiệp vào chính vụ của vương quốc lang lư ba không phải ta hy vọng một lương các hạ có thể giúp ta xây dựng vương quốc lang lư ba tô lâm y tư nghiêm túc nói cô rất thích thành huyền vũ sau khi nhìn thấy sự tốt đẹp của thành huyền vũ thực sự muốn biến thành y lê thậm chí là cả vương quốc lang lư ba giống như thành huyền vũ cô không thích thành y lê hiện tại vừa dơ bẩn vừa lộn xộn càng không thích không khí nơi đó bầu trời đầy khói bụi chỉ nhìn đã cảm thấy khó thở. Ta không có hứng thú đối với việc cải tạo một vương quốc, nhưng có thể có thể cung cấp một ít kiến nghị. Mục lương suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Anh ngước mắt nói. Đương nhiên, nếu ngươi cần. Ta cần. Trong mắt Tô Lâm Y tư lộ vẻ tiếc núi. Ta sẽ xây dựng một phố buôn bán bên trong thành Y Lê. Nó sẽ được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn của phố buôn bán ở thành huyền vũ, Đồng thời nơi đó cũng sẽ thực thi pháp luật pháp quy thành huyền vũ Mục lương gõ nhẹ ngón tay lên tay viện ghế ngồi, tiếp tục nói Ngươi có thể tham khảo một chút, sau đó chậm rãi cải tạo thành y lê Từng Tô lâm y tư chấn động tinh thần, xây một phố buôn bán bên trong thành y lê Đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng có lợi, cô liền hỏi tới Mục lương các hạ, ngươi còn có đề nghị nào khác sao? sau khi ngươi nhậm chức thì sẽ xử lý xóm nghèo bên ngoài thành y lê như thế nào mục lương hỏi ngược lại trong mắt tô lâm y tư lóe sáng nàng trầm giọng nói tuy tất cả những người sống trong xóm nghèo đều là thường dân nhưng bọn họ cũng là dân chúng của thành y lê ta sẽ tìm cách để bọn họ được sinh sống trong thành mục lương cảm thấy bất ngờ thì ra tô lâm y tư còn là người quan tâm đến dân chúng bèn nói việc khai thác thép tím cần rất nhiều công nhân những người đó có thể giúp đỡ chỉ cần cung cấp thức ăn và chỗ ở thôi chuyện này ta sẽ giải quyết ngươi chỉ cần phối hợp là tốt rồi mục lương muốn khai thác khoáng thạch thép tím còn muốn xây dựng phố buôn bán những chuyện này đều cần rất nhiều nhân lực mà những thường dân này đều là sức lao động rất tốt được tô lâm y tư kinh ngạc một hồi sau cùng vẫn gật đầu đáp ứng mục lương nhàn nhạc nói những chuyện này cũng không gấp ta sẽ bàn cụ thể sau khi ngươi trả thù thành công được rồi. Tô Lâm Y Tư đè nén sự kích động trong lòng xuống. Ngươi qua đây. Mục Lương đột nhiên lên tiếng. Tô Lâm Y Tư sửng sốt một chút nhưng vẫn đứng dậy, thấp thỏm đứng trước mặt Mục Lương. Hắn muốn làm cái gì? Mục Lương cắt hạ, có chuyện gì? Cô chớp mắt hỏi. Cúi đầu. Mục Lương vươn tay, ngón trỏ và ngón giữa khép lại và dơ về phía trước. Đôi mắt đẹp của Tô Lâm Y Tư hơi mở, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, trong đầu miên man bất định. Nguyệt thấm lan liếc nhìn đối phương một cái, suýt chút nửa trợn trắng mắt. Mục lương đặt ngón tay lên trán tô lâm y tư, bắt đầu ký kết khế ước ông chúa. Tô lâm y tư mím môi, tim đập nhanh hơn rất nhiều, cô không rõ anh đang làm cái gì. Ông! Cô cảm nhận được mình đã thiết lập một sự liên hệ nào đó với mục lương nhưng lại không biết nên diễn tả nó như thế nào. Xong rồi. Mục Lương thả tay xuống, chấm dứt mối nguy hiểm tiềm ẩn về sự phản bội của Tô Lâm Y Tư. Trương Thúc không khỏi cau mày hỏi: "Mục Lương cách hạ, vừa rồi ngài đã làm gì vậy?" "Không có gì." Mục Lương đáp một câu qua loa lấy lệ. Anh nhìn về phía Tô Lâm Y Tư, bình tĩnh nói: "Ngươi muốn tiêu diệt ai và thế lực nào, liệt kê danh sách rồi đưa cho ta." "Ừ." Tô Lâm Y Tư chấn động tinh thần, đáy mắt hiện lên hận ý rồi hít một hơi thật sâu cắn răng nói hiện tại ta có thể viết cho ngươi đây là giấy và bút viết đi nguyệt thấm lan lấy ra một cuốn sổ và bút chị đưa cho nữ nhân mặc áo choàng đen cảm ơn tô lâm y nói lời cảm ơn cô tiếp nhận giấy và bút ngồi xuống và bắt đầu viết tên của đám quý tộc vừa viết vừa giải thích những tội nghiệp mà hắn ta đã phạm phải hầu tước đích nhĩ lục ba năm trước đã xông vào vương cung giết chết chị của ta 28 kỵ sĩ Công tước Mạch tang đại kỵ sĩ trưởng và đương kim quốc vương, ba người liên thủ sát hại cha ta, sát hại anh trai của ta. Tử tước Lục Mạch, tử tước Âu Ni Dương, nam tước Đức Luân, nam tước Tư Khải Đặc. Trong ba năm từ lúc chạy trốn khỏi vương cung, Tô Lâm Y Tư vẫn luôn điều tra những kẻ tham gia mưu phản ba năm trước, tên của kẻ thù đã in sâu vào tâm trí nàng. Cô viết ước chừng nửa giờ mới ghi xong và kể rõ tội ác của bọn chúng cho Mục Lương một lương các hạ, ta viết xong rồi. Tô Lâm Y Tư đưa ba tờ giấy tràn đầy chữ cho một lương. Anh nhìn mỗi một cái tên trên giấy, gật đầu nói. Ta sẽ phái người đi xác minh, nếu như ngươi nói đúng thì ba ngày sau chúng ta sẽ hành động. Từng. Đôi mắt của Tô Lâm Y Tư rực lửa, tuy rằng cô không muốn phải chờ đợi thêm nữa, nhưng cô đã đợi ba năm rồi, thêm ba ngày nữa cũng không sao. Một lương quay đầu nói. Diêu Nhi, ngươi đưa tiễn hai vị khách này rời đi vâng đại nhân diêu nhi cung kính gật đầu đưa tay ra hiệu hai vị mời đi theo ta được cảm ơn tô lâm y tư và trương thúc vội vàng đứng lên và rời đi cùng với tiểu hầu gái sau khi hai người rời đi một lương đưa danh sách cho nguyệt thấm lan dặn dò đưa cái này cho ly nguyệt bảo cô ấy dẫn người đi điều tra rõ ràng những người có tên trong đây Ừm, đã biết Nguyệt Thấm Lan tiếp nhận danh sách, nhìn từng dòng chữ viết rậm rạp, chằng chịt trên giấy, có hơn 50 tên quý tộc đã tham gia vào cuộc đảo chính kia. Một Lương dặn dò. Gọi A Đắc Trúc cùng đi. Ta biết rồi. Nguyệt Thấm Lan đứng dậy rời khỏi phòng tiếp khách, đi tìm cô gái tóc bạc đang luyện tập ở tầng 6 khu trung ương. 11 giờ đêm. Trên tầng 6, lúc này bên trong sân huấn luyện bộ đội đặc chủng U Linh vẫn đèn đuốc sáng trưng. Ba người ly Nguyệt, nãi lị na, ngôn băng mặt khôi giáp u linh chính màu, mễ á thì mặt khôi giáp ám ảnh. Đứng trước mặt bọn họ là 20 tên hộ vệ trung ương, toàn bộ võ trang đầy đủ, phi phong thuẫn u linh rủ sau lưng. Ly Nguyệt dơ trang giấy trong tay lên, nghiêm túc nói. Nhiệm vụ tối nay là đến thành y lê điều tra những người có trong danh sách, phải đảm bảo không để lại dấu vết gì. Vâng. Các hộ vệ trung ương đồng thanh đáp lại. A Đắc Trúc quay đầu nhìn về phía cô gái tóc bạc. Hỏi. Mấy giờ chúng ta xuất phát? Chờ tiểu ám tới đã. Ly Nguyệt nói khẽ. Tiểu ám là tên mà một lương đặt cho thú ám ảnh, đều tuân theo truyền thống dễ nhớ. Vừa dứt lời, cô đã thấy bóng đêm dân trào cách đó không xa, một đôi mắt thú to lớn xuất hiện, ngay sau đó cơ thể to lớn của thú ám ảnh bước ra từ trong bóng tối. Nó dương cánh, cái đuôi to lớn nhẹ nhàng đông đưa. Đi lên thôi. Ly Nguyệt vung tay lên. Ngôn băng nhúng một cái, nhẹ nhàng nhảy lên lưng thú ám ảnh. Những người khác theo sau và ngồi xếp bằng trên lưng thú ám ảnh. Qua, wow, đây là lần đầu tiên ta ngồi tiểu ám làm nhiệm vụ đấy. Ngải lị na hưng phấn nói. Ngồi vững. Ngôn băng dặn dò. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp lại. Ly Nguyệt vỗ đầu thú ám ảnh, nhàn nhạt nói. Tiểu ám, lên đường thôi. Trống. Thú ám ảnh gầm nhẹ một tiếng, quay đầu chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Ông! Đôi mắt đẹp của ngải lị na trừng lớn, phát hiện mình đang ở trong một vùng tối tăm, xung quanh xuất hiện những hình ảnh mơ hồ, chỉ là bọn chúng đều chợt lóe lên, không thể nhìn thấy rõ được. Mười mấy giây sau, hình ảnh xung quanh thay đổi, thú ám ảnh dưới thân cũng ngừng di động. Vù vù vù! Thú ám ảnh vỗ đôi cánh khổng lồ, bay trên không trung cách thành y lê khoảng 500 mét nó ẩn thân trong màn đêm cho dù người ở dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì cũng không thể phát hiện nó đi xuống đi ly nguyệt nói khẽ cơ thể của thú ám ảnh lóe lên rồi lại biến mất khi xuất hiện lại thì đã ở nội thành của thành y lê đây là một tòa nhà có sân cực lớn xung quanh tối tăm không có dấu vết của người sống thú ám ảnh đứng vững ly nguyệt ngắm nhìn bốn phía sau khi xác định không có người thì mới nhảy xuống thú ám ảnh Hư hư hưu ngôn băng a đắc trúc và những người khác cũng rơi xuống đất cảnh giác tản ra bốn phía ly nguyệt vỗ hàm dưới thú ám ảnh thấp giọng nói tiểu ám ngươi trở về trước đi thú ám ảnh nhân tính hóa gật đầu một cái và biến mất trong bóng tối bắt đầu hành động đôi mắt đẹp của ly nguyệt lóe lên một tia sáng những người khác không nói lời nào nhanh chóng dùng phi phong thuẫn u linh che khuất cơ thể biến mất ở trong bóng tối ngôn băng ngãi lị na mễ á và ly nguyệt tách ra hành động một người mang ba tên hộ vệ trung ương a đắc trúc thì đi theo ly nguyệt chúng ta đi phủ công tước mạch tang trước à a đắc trúc đang nghe truyện trên tv audio cv thấp giọng hỏi đúng vậy ly nguyệt chậm rãi gật đầu danh sách chia cho nàng có công tước mạch tang biểu cảm trên mặt của a đắc trúc trở nên ngưng trọng nói vậy chúng ta phải cẩn thận hơn Công tước Mạch Tang là ma pháp sư hệ phong cấp 8, tinh thần lực và linh hồn lực của hắn mạnh hơn những cường giả cùng giai khác. Đó là chuyện đương nhiên. Ly Nguyệt nghiêm túc đáp. Nàng vung tay lên. Lên đường thôi. Từng. A Đắc Trúc kéo phi phong thuẫn U Linh che quanh người, cơ thể tiến vào trạng thái ẩn hình. Vì để nhiệm vụ lần này được thuận lợi, cô gái tóc bạc đã cho nàng mượn một kiện phi phong thuẫn U Linh. Hai người mang theo ba tên hộ vệ trung ương rời đi tòa nhà hoang, chạy về phía phủ công tước trong bóng đêm. Lúc này, thành y lê rất yên tĩnh, đa số người đã tiến vào mộng đẹp, bọn kỵ sĩ canh gác cũng đều ngủ gà ngủ gật. Mấy người Ly Nguyệt đi tới phủ công tước Mạch Tang, nhẹ nhàng trèo qua tường viện đột nhập vào bên trong. Bọn họ đã ẩn thân, chỉ cần nhẹ bước và không tạo ra động tĩnh lớn thì vẫn rất an toàn. Năm người rất ăn ý, tách ra đi tìm nơi ở của công tước Mạch Tang. Liên Nguyệt duy trì trạng thái ẩn thân, nàng đi qua một đường mòn tràn đầy cỏ cây, tới một tòa nhà lầu bằng gỗ sâu trong phủ công tước. Cô dừng bước lại, trong lầu gỗ hắt ra ánh sáng lờ mờ nhưng cô lại không nghe thấy động tĩnh nào ở trong. Ở cổng ra vào có hai tên thủ vệ đang phòng thủ, lúc này bọn hắn đang dựa vào cây cột ngủ gà ngủ gật. Liên Nguyệt rón rén tới gần, cô lấy ra một cái bình lưu ly rồi mở nắp phun lên, phấn hoa mê mang từ trong bình bay ra và chui vào mũi hai tên thủ vệ. Sau vài phút, nàng đưa tay đẩy đầu một tên thủ vệ, phát hiện bọn hắn đã ngủ say như chết, lúc này mới yên tâm mở dụng cụ giảm thanh, tiếp đó lặng lẽ đẩy cửa phòng bước vào. Bên trong lầu gỗ rất tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đồ đạc trưng bày tại lầu 1. Lầu 1 có 3 gian phòng, cuối hành lang là cầu thang dẫn lên lầu 2. Ly Nguyệt dừng bước lại và thi triển năng lực thức tỉnh của mình, gian phòng trước mặt lập tức trở nên trong suốt, có thể dễ dàng nhìn thấy tình huống bên trong. Không ở nơi này, Cô im lặng lẩm bẩm, xoay người đi tới một căn phòng khác. Những nơi đôi mắt màu bạc xinh đẹp quét qua đều trở nên trong suốt. Cô nhìn một vòng, lầu một không có người mà cô cần tìm. Thế là cô đi lên lầu hai, trong lúc đó vẫn luôn mở ra dụng cụ giảm thanh cho nên tiếng có két của cầu thang gỗ không truyền ra ngoài. Ly Nguyệt đi tới lầu hai, nơi này có bốn gian phòng, nàng lần lượt tìm từng phòng, cuối cùng tìm được mục tiêu ở gian phòng sâu trong góc cô đứng bên ngoài cửa phòng rồi nhìn chăm chú bên trong trên giường gỗ có một nam một nữ đang ngủ say mặt đất vương vải quần áo rõ ràng trước khi ngủ thì hai người kia đã có một trận đại chiến ly nguyệt từng gặp công tước mạch tang biết mình đã tìm đúng người cô không có tùy tiện tiến vào trong phòng mà là lấy ra hai cái bình lưu ly mở nút bình ra rồi ném vào phòng qua cửa sổ dưới sự giúp đỡ của dụng cụ giảm thanh bình lưu ly rơi xuống đất mà không hề phát ra tiếng động nào phấn hoa mê mang bay ra khỏi bình, hương hoa nhanh chóng lan tỏa khắp gian phòng. Khi làm xong những chuyện này thì Ly Nguyệt vẫn chưa bước vào phòng, mà là đóng dụng cụ giảm thanh, giơ tay gõ tai nghe đeo trên đầu. Đây là bộ đàm do già lạc chế tác, nó có thể truyền âm thanh theo thời gian thực, nhưng có hạn chế về khoảng cách. Ly Nguyệt, tìm được người rồi à? Bên trong bộ đàm truyền ra giọng nói của A Đác Trúc. Ly Nguyệt hạ giọng nói. Từ ở lầu gỗ ở phía bắc, Lính gác cửa đã bị ta mê choáng, các ngươi tới lầu 2 gặp ta. Tới ngay. A Đắc chút lên tiếng. Không bao lâu, cô gái tóc trắng và các hộ vệ trung ương đều tìm tới lầu 2. Mọi người hiện thân rồi liếc nhìn nhau. Đi vào đi. Ly Nguyệt gật đầu. Ừ. A Đắc chút vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, phát hiện cửa không có khóa lại. Dưới sự giúp đỡ của dụng cụ giảm thanh, không hề có âm thanh nào khi cánh cửa được mở ra mọi người bước vào phòng và cảnh giác đi tới bên giường công tức mạch tang vẫn còn ôm một người phụ nữ ngủ say vì để đề phòng ly nguyệt lấy ra thêm hai bình phấn hoa mê mang rồi đổ lên miệng và mũi của hai người trên giường trước khi tới đây thì bọn họ đã uống bí dược cho nên không sợ bị bất tỉnh được rồi giọng nói mát lạnh của ly nguyệt vang lên bắt đầu đi a à đắc trúc gật đầu đôi mắt màu trắng thoáng qua tia sáng lạnh lẽo. Tách bọn hắn ra. Ly Nguyệt lạnh lùng nói. Vâng. Tên hộ vệ trung ương còn lại lập tức lên tiếng. Ba tên hộ vệ, một người canh gác bên ngoài lầu gỗ, đề phòng bất kỳ ai đến gần, một người canh gác trên nóc nhà, để mắt đến động tỉnh bốn phía. Tên hộ vệ còn lại cẩn thận tách công tước mạch tang và người phụ nữ trên giường ra, tiếp đó trói hắn bằng tơ nhện và đặt ngồi dựa vào thành giường. Liên nguyệt nhìn về phía a đắc trúc thấp giọng hỏi chuẩn bị xong chưa rồi a đắc trúc lấy ra một cái túi vải lấy vài miếng trà tinh thần và cho vào miệng nó có thể tạm thời đề cao tinh thần lực li nguyệt gật đầu vậy ta đánh thức hắn mọi người tiến vào trạng thái ẩn thân sau đó lấy ra bí dược khiến người ta thanh tĩnh và đặt ở dưới mũi của công tước mạch tang từng um. một lát sau lông mày của công tước mạch tang rung lên mí mắt nặng trĩu chậm rãi sốc lên trước khi hắn có thể nhìn rõ những thứ trước mặt thì một đôi mắt thuần trắng xuất hiện tấp tốc khống chế tinh thần của hắn lúc này thì cô gái tóc trắng và những người khác mới hiện thân một lần nữa khống chế được rồi ngươi đặt câu hỏi cho hắn đi a đát Trúc nhíu mày nhanh chóng nói ly nguyệt không nói nhảm lập tức đi thẳng vào vấn đề công tức mạch tang ba năm trước ngươi có tham gia vào trận chiến tranh giành vương vị không có Công tước mạch tan đáp với vẻ mặt đờ đẫn. Ly Nguyệt tiếp tục hỏi. Tại sao ngươi lại muốn phản bội quốc vương lúc đó? Lợi khách tu khi hắn làm quốc vương thì thu thập của chúng ta quá ít, không thể hưởng thụ. Công tước mạch tan nói với giọng điệu bình thản. Lợi khách tu là tên của quốc vương đời trước, hắn là cường giả cấp chính sơ cấp, cũng là cha của Tô Lâm Y Tư. Chỉ bởi vì thu nhập ít thôi sao? Giọng nói của Ly Nguyệt lạnh xuống. Công tước mạch tan giải thích Cũng bởi vì khu mỏ quặng thép tím La mễ thản đã đồng ý ta Chỉ cần giúp hắn ngồi trên vương vị Thì ta sẽ được chia một phần khu mỏ quặng thép tím La mễ thản Quốc vương Lan Lư Ba hiện tại Ly Nguyệt hít một hơi thật sâu Lấy ra danh sách mà Tô Lâm Y Tư viết Tiếp tục hỏi Những người tham gia cuộc mưu phản lúc đó là ai Công tước mạch tan đáp Với vẻ mặt vô cảm Tử tước lục mạch Tử tước Âu Ni Dương nam tước đức lưng. ly nguyệt lấy ra giấy và bút nhanh chóng ghi nhớ những cái tên mà công tước mạch tang nói ta không thể chịu đựng được nữa a Đắc trúc nói với sắc mặt trắng bệch công tước mạch tang là ma pháp sư cấp 8, tinh thần lực cao cường cô gái tóc trắng chỉ có thể khống chế hắn vài phút mà thôi ta biết ly nguyệt thu hồi giấy và bút và lấy ra phấn hoa mê man để công tước mạch tang chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa khôi phục nguyên dạng cô lạnh nhạt nói. hộ vệ trung ương đi lên trước cởi trói cho công tước mạch tang, sau đó thả hắn lại trên giường, sắp xếp tư thế giống như lúc đầu bọn họ tiến vào. liên nguyệt kiểm tra một lần, sau xác định không lưu lại vết tích nào thì mới mang theo mọi người xoay người rời đi. sau khi đi ra phủ công tước, a đắc trúc không khỏi hỏi, tại sao vừa rồi chúng ta không giết hắn? liên nguyệt liếc nhìn cô gái tóc trắng, bình tĩnh nói đó không phải là những gì chúng ta phải làm trong nhiệm vụ này được thôi a Đát trúc miếng môi Ly nguyệt đột nhiên nói ta đoán đại khái là giữ bọn hắn lại để tiểu thư tô lâm y tư đích thân ra tay ta cũng nghĩ như vậy a Đát trúc gật đầu đi thôi chúng ta đến nơi ở của mục tiêu kế tiếp Ly nguyệt phất tay thân ảnh nhanh chóng biến mất đêm đó tại rất nhiều ngôi nhà nhau trong nội thành những bóng người thoát ẩn thoát hiện, thực hiện nhiệm vụ một cách trôi chảy. Trước khi trời sáng thì nhóm của Ly Nguyệt và Ngôn Băng đã rời đi thành Y Lê, an toàn trở lại thành Huyền Vũ. Trong thư phòng, một lương dường như cảm ứng được mà thả tinh thạch ma thú trong tay xuống. Cả đêm nay anh đều đang nghiên cứu bộ xử lý trung tâm, hơn nữa đã có hướng đi. Cộc cộc cộc. Cửa thư phòng bị gõ vang. Vào đi. Một lương ôn hòa nói. Có kép ly nguyệt ngôn băng và những người khác đẩy cửa lần lượt đi vào trong thư phòng mục lương nhiệm vụ đã hoàn thành ngãi lị na nhỏ giọng nói thi hành nhiệm vụ cả đêm nhưng cô gái tóc hồng vẫn còn rất tinh thần vất vả các ngươi rồi mục lương dịu dàng nói ly nguyệt lắc đầu nói cũng may là mọi việc đều thuận lợi mục lương gật đầu ôn hòa hỏi vậy rất tốt điều tra tình huống thế nào rồi toàn bộ người có tên trong danh sách đều đã bị điều tra, không hề có ngoại lệ, tất cả đều tham gia vào cuộc mưu phản 3 năm trước, trên tay bọn hắn dính rất nhiều máu tươi. Ly Nguyệt báo cáo với giọng điệu nặng nề. Mục lương dựa lưng ra sau, hờ hững nói. Vậy tất cả đều là kẻ đáng chết. Phái người theo dõi bọn hắn. Anh ra lệnh. Vâng. Ly Nguyệt đáp. Ngãi lị na hồn nhiên hỏi. Mục lương, chúng ta không trấn áp bọn hắn sao? Không vội, đợi thêm hai ngày, khi đó diễn luyện quân sự sẽ bắt đầu. Mục Lương bình thản nói. Ngãi lị Na Linh Quang chợt lóe, kinh ngạc hỏi. Mục Lương, chẳng lẽ nhiệm vụ của cuộc diễn luyện quân sự lần này chính là thanh trừ đám người đó? Không sai. Mục Lương cong môi cười. Đây không phải là quyết định tạm thời, khi tô lâm y tư viết ra phần danh sách thanh trừ kia thì anh đã có suy nghĩ biến cuộc diễn luyện quân sự thành thực chiến thực chiến nguy hiểm hơn nhiều so với các diễn tập ngôn băng nói khẽ nhưng nó cũng là tốt nhất một lương nhàn nhạt nói một binh lính chưa trải qua tẩy lễ mưa máu thì rất khó trưởng thành lần này là cơ hội ngàn năm một thuở các tân binh chưa từng thấy máu và không chịu phối hợp vừa vặn có thể tẩy lễ một chút ta hiểu được ngôn băng chậm rãi gật đầu đi nghỉ ngơi đi đêm qua các ngươi vất vả rồi mục lương ôn hòa cười nói vâng ngôn băng và những người khác gật đầu đáp lại giơ tay chào rồi xoay người rời đi liên nguyệt lưu lại nàng tháo mũ giáp xuống rồi đi tới bên cạnh mục lương thật sự không mệt sao mục lương nắm chặt tay cô gái tóc bạc nhìn kỹ sắc mặt của cô và phát hiện một tia mệt mỏi liên nguyệt lắc đầu dịu dàng nói Ta không sao." Mục Lương không nói chuyện, anh duỗi tay chạm vào huyệt thái dương của cô gái tóc bạc, rót một ít nguyên tố sinh mệnh vào cơ thể cô. "Anh." gương mặt xinh đẹp của Ly Nguyệt ửng đỏ, cô cảm thấy khá hơn rất nhiều, sự mệt mỏi đã tan biến hoàn toàn. Mục Lương vẫn nắm tay cô gái tóc bạc, ôn hòa nói. "Nói chi tiết về nhiệm vụ lần này cho ta nghe được chứ?" "Được." Ly Nguyệt dựa vào vai của Mục Lương, nhỏ giọng kể về nhiệm vụ đêm qua. Bất tri bất giác, hai người hàng huyên cho đến khi trời sáng. Cộp cộp cộp. Bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân. Đôi mi mảnh mai của Ly Nguyệt khẽ rung lên, nàng đỏ mặt đội mũ giáp lên và tiến vào trạng thái ẩn thân. Có kép. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Nguyệt thấm lan bước vào phòng. Mục lương, ngươi lại không ngủ cả đêm sao? Nguyệt thấm lan tức giận hỏi. Anh ôn hòa giải thích. Ta không buồn ngủ, hơn nữa nghiên cứu vừa có tiến triển mới cho nên càng không có thời gian để ngủ nguyệt thấm lan lộ ra vẻ mặt kinh ngạc truy hỏi bộ xử lý trung tâm đã có tiến triển rồi à cô biết rằng mục lương đang nghiên cứu bộ xử lý trung tâm mặc dù cô không hiểu nó là gì chỉ biết rằng nó rất khó chế tạo ừ mục lương mỉm cười gật đầu còn nhanh hơn trong tưởng tượng của ta nếu như già lạc biết chuyện này thì lại phải hoài nghi nhân sinh rồi nguyệt thấm lan trêu chọc một câu mục lương khẽ cười một tiếng những thứ như thiên phú thì ngươi có hâm mộ cũng không được vân 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 ta có hâm mộ cũng không được nguyệt thấm lan trợn trắng mắt ưu nhã thúc giục ngươi mau đi rửa mặt đi ăn sáng xong rồi lại tiếp tục nghiên cứu biết rồi mục lương gật đầu đáp ứng sau khi ăn điểm tâm xong mục lương gọi nguyệt thấm lan vào trong thư phòng ngươi có chuyện gì muốn ta làm à nguyệt thấm lan ngồi ở trên đùi mục lương tay đặt lên vai anh và bắt đầu xoa bóp mục lương rút ra hai tờ giấy trên mặt bàn rồi đưa cho cô đây là bản thảo do ta viết ngươi phân phó người đưa tới xưởng in ấn xuất bản thành báo số lượng càng nhiều càng tốt bản thảo gì thế nguyệt thấm lan nghi ngờ tiếp nhận trang giấy rồi đọc lướt qua cô càng đọc càng kinh ngạc không thôi trên giấy viết về việc mưu phản vương thất lan lư ba ba năm trước đây nội dung được mô tả rất kỹ càng Mục lương, ngươi muốn làm gì? Cô khó hiểu nhìn về phía mục lương. Anh bình thản nói. Đây là dùng để khống chế hướng đi của dư luận, để hành động thanh trừ vương thất trở nên danh chính ngôn thuận. Xét cho cùng, thành huyền vũ không thuộc về vương quốc Lan Lư Ba, nếu ra tay với vương thất mà không có lý do thích hợp sẽ rất phiền phức, dễ dàng bị phản vệ bởi dân chúng, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng không có gì là tuyệt đối cả cho nên mục lương muốn cho dân chúng thành y lê một lời giải thích và một lý do chính đáng để ra tay nguyệt thấm lan sửng sốt một chút trũ mắt trầm tư một hồi lâu ngươi nghĩ rõ ràng chưa mục lương ôn hòa hỏi nguyệt thấm lan chậm rãi gật đầu khen ngợi từ trong thâm tâm vẫn là ngươi biết suy xét toàn diện cái này gọi là xuất binh có danh nghĩa mục lương khẽ cười nói ừ ta nên học hỏi thêm nguyệt thấm lan nghiêm túc nói anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô ôn hòa nói từ từ rồi sẽ đến từ hàng mi mảnh dài của nguyệt thấm lan rung lên gương mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ vội đứng lên nói ta đi xưởng in ấn đi thôi mấy ngày nay sẽ phải bận rộn một chút mục lương gật đầu nguyệt thấm lan quay đầu hỏi nếu in xong rồi thì khi nào chúng ta phát ra ngoài vào ngày khai chiến ánh mắt của Mục lương lóe lên từng nguyệt thấm lan đáp ứng một tiếng xoay người rời đi sau khi nguyệt thấm lan rời đi không lâu thì Mục lương gọi tiểu hầu gái tới thành chủ đại nhân gọi ta có chuyện gì vậy ba phù đi vào thư phòng cung kính hỏi Mục lương dặn dò gọi cầm vũ trinh hoáng khi bối kỳ và nguyệt phi nhan tới đây vâng ba phù ngoan ngoãn gật đầu xoay người rời khỏi thư phòng, đi liên lạc người mà Mục Lương muốn tìm. Sau khi tiểu hầu gái rời đi, Mục Lương tiếp tục nghiên cứu bộ xử lý trung tâm trụ. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi tập trung làm việc, anh cũng đã cảm nhận được trạng thái quên ăn quên ngủ của Vưu Phi Nhi khi làm nghiên cứu. Khi nhóm cầm vũ đến thì Mục Lương còn đang dùng tinh thạch ma thú để vẽ ma pháp trận. Đôi mắt đẹp của Trinh Hoáng trừng lớn, cô nhìn Mục Lương thi triển ba đầu sáu tay, đồng thời tiến hành khắc vẽ ma pháp trận trên ba viên tinh thạch ma thú cùng một lúc. Suýt chút nữa cô đã thét lên, cũng may cầm vũ nhanh tay bịt miệng cô lại, lúc này mới không có quấy rầy đến một lương. Cầm vũ không cảm thấy kinh ngạc, năng lực thức tỉnh của anh thực sự quá nhiều, đến bây giờ cô đã không thể đếm rõ được nữa. Nguyệt Phi Nhan và Hy Bối Kỳ rất bình tĩnh, dù sao cả hai đã gặp qua một lương biến ra bản thể thứ hai, cho nên không kỳ quái khi thấy ba đầu sáu tay. Mục lương biết trong thư phòng có người, nhưng lúc này anh không thể phân tâm, tiếp tục chuyên chú vẽ ma pháp trận. Thuộc tính bốn chiều của anh cực cao, hoàn toàn làm được ba chuyện cùng lúc, cho nên anh quyết định thi triển năng lực được truyền thừa từ sen xanh tạo hóa, ba đầu sáu tay. Trinh hoán vỗ bàn tay che miệng mình của cầm vũ, ra hiệu bản thân sẽ không ra tiếng, lúc này cầm vũ mới thả tay xuống. Trinh hoán thở vào một hơi, giật mình nhìn một lương, miệng cô vẫn luôn mở lớn. Nguyệt Phi Nhan đi tới bên cạnh cầm vũ, nhỏ giọng nói. Mục Lương gọi chúng ta tới đây có phải là vì chuyện diễn tập quân sự không? Có lẽ là vậy. Cầm vũ gật đầu, những người đứng ở đây đã bao hàm ba quân hải lục không? Chúng ta yên tĩnh chờ một chút đi. Khi bối kỳ khoanh hai tay trước người, ngáp một cái, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua, động tác trên tay Mục Lương càng lúc càng nhanh. Đôi mắt trinh hoáng trừng lớn, Lúc này mới phát hiện thứ mà anh vẽ chính là ma pháp trận hệ không gian, hơn nửa trình độ trận đồ rất phức tạp, thấp nhất cũng là ma pháp trận cấp 8. Lại qua nửa giờ nữa thì Mục Lương mới dừng tay lại, ba viên tinh thạch ma thú cùng nhau tỏa sáng, tiếp đó rút trở về trận đồ trong tinh thạch ma pháp. Phanh! Tinh thạch ma thú rơi xuống mặt bàn, nhẹ nhàng lung lay rồi đứng yên. Mục Lương hơi chuyển động suy nghĩ, cánh tay và đầu dư thừa biến mất không thấy gì nữa mọi người ngồi xuống đi. Anh ngước mắt nhìn về phía các cô gái và đưa tay ra hiệu. Vâng. Bốn người cầm vũ kéo ghế ngồi xuống, tò mò nhìn một lương thu dọn mặt bàn, sắp xếp rồi đặt tinh thạch ma thú và sắp bản vẽ dày cụm sang một bên. Một lương bình thản hỏi. Biết ta gọi các ngươi tới là vì chuyện gì không? Có phải là vì chuyện diễn tập quân sự không? Khi bối kỳ phấn khởi nhất tay trả lời. Ừ, đúng mà cũng không đúng mục lương gật đầu nói a à, trinh hoáng nghiêng đầu khó hiểu mục lương nâng mi mắt gằn từng chữ lần này bãi bỏ diễn luyện quân sự đổi thành diễn luyện thực chiến diễn luyện thực chiến đôi mắt của các cô gái trợn to đúng vậy diễn luyện thực chiến mục tiêu là vương thất thành y lê mục lương giải thích cái gì chúng ta muốn khai chiến với thành y lê sao trinh Hoán kinh ngạc thốt lên nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha